của Quỳnh Văn Trung ở thành phố Đà Lạt hỏi. Câu thứ nhất là gì? Pháp môn Thiền Tông là pháp môn tụ dương. Vậy người tu đúng theo Thiền Tông thì số phần 6% điện tự dương trong cơ thể có tăng phần trăm lên cực dương hay không? Không có gì. Hỏi là pháp môn Thiền Tông là cực dương. Vậy người tu cái Thiền Tông này không phải cực dương mà đúng vậy. Cái tôn đức nó bị âm dương ở đây chứ không phải là cực dương. Để nếu mà nói ra đó thì cái phước đức dương phước âm nó không chịu nổi, cho nó là cực dương chứ không phải là nó là cực dương. Mà hai cái âm dương này nó chịu không nổi, nó không phải thì câu vậy. Rồi cho biết là nó không phải là dương mà nó phá cái âm dương, cho nó là cực dương chứ gì lại không phá âm dương. Rồi họ tiếp lấy từ đầu ý, lấy từ ý họ. Cái câu số 2, Phật tánh có sai biệt không? Chớ sao Phật tánh vào trong Phật tánh có sai biệt không? Chớ sao Phật tánh vào tham giới nhận thân tứ đại có sai biệt? Ví dụ như người ngu, người khôn, kẻ đẹp, người xấu. Thân người có bị sai biệt, ví dụ người khôn, người ngu, kẻ đẹp, người xấu, kẻ giàu, người nghèo, người được phúc lên trời, người bị đọa xuống, trở thành người đau khổ. Cái này chưa đọc sách, hỏi là tại lá cái tàu. Cái Phật tánh nó là cái tâm như nó là như vậy thôi, nhưng mà chỗ này nó sai nghĩa là cho cái nghiệp đầu tiên nó vô cái tử cung người mẹ nó làm cho mất hết quên hết, rồi sau đó nó bị cái tấm người nó xuất phát từ 12 chín tấm nó quay làm cho cái Phật nó còn trung thực nữa, rồi sau đó nó phủ lên một cái nghiệp nữa. Vì thế mà Phật tánh không còn là Phật tánh nữa, mà Phật tánh chỉ là công cụ cho nghiệp và thân người thôi. Đã Phật tánh là cái tương đương có điểm này vô cái nhận lý này đó, không có cách nào phá vỡ nhận lý này được. Vì thế mà ông Phật mới ra đời để dạy cái công thức này, nhưng mà ông đầu dạy không được. Nó nên là như thế là vì thế mà sai biệt người giàu kẻ nghèo là có cái nghiệp do đi tạo nghiệp mới ban đầu chỉ quên thôi nha, mà không có nghiệp vì đâu đây mượn hơn người để bắt đầu tạo nghiệp thì nó mới có sai biệt. Lúc người thích lên trời thì lên trời, thích xuống đất lên đất, muốn giàu thì làm giàu đi. Tất cả những cái nghiệp đây đều là qua cái công thức của nó chứ không phải là người từ thì tự nó không phải gì đâu. Phật tại sao sáu pháp môn tu mỗi pháp môn đều có công thức riêng. Đây do Phật chỉ cho mình biết vậy, mà Thiền Tông mới nói là thôi, còn mấy cái pháp đầu không nói được cái này. Rồi mọi thứ con người bị làm hoa áo, ví dụ như là cỏ cây, vậy con người có bị đọa làm vật vô tri, ví dụ như đất nước gió. Cái đó là tứ đại thế giới này không phải vô cái đó, đây là cái phương tiện để tạo thành cái nhân quả trong này thôi, chứ còn nếu mà đã đọa vào
còn thương Phật này là do tại vì mình ác quá, nó vô làm cái này quá, bắn cái ác mà nó không còn, nó không còn mà cái vô đây thực quả thì vô là tấn quá, tấn giác rồi, là tấn biết không, khi đạt tuyên thảo nhất là lại vô cái địa ngục 18 là nó trường điện, khi đạt vô cái này là nó không có trường điện mà nó ép con người phải sống trong cái hoàn cảnh này thời gian rất dài, bởi vì làm thân chật nó rất dài, cái thời gian nó không có nói được. Có ví dụ số địa ngục 18 cần cho được 18 ngàn năm, có 18 ngàn năm, còn nếu bắt đầu 10 ngàn năm thì 18 ngàn năm thì nó mới vô thực chất thì nó thoát ra rồi. Thành ra nếu mà người nào tu thì đâu nghe được cái này hết hồn luôn. Ở đây tính tâm tính thời gian hoàn tỷ không có nói gì, chứ không có thiếu 1 ngàn năm đâu. Giờ mình phải tin những Phật tánh bị đọa làm thân thú Phật và cho tội sát sanh, dù bị làm thân thú Phật như vậy, những Phật tánh đó có cơ hội để trở về Phật giới hay không? Đã đi chìm xuống là muốn trở lên đó. Nó chìm xuống rồi thì không khó mà trở lên. Bởi vì thành ra trong kinh Đức Phật có này nhắc thấp nhân thân di na phục một phần mất thân người khó mà trở lên. Không phải đơn giản, nếu mà tại vì mình mang cái người mình không hiểu rồi xem thường, chứ nếu mà đi vào các rồi thấp rồi khi hết tụ hết nghiệp mới trở lại là người được. Bởi vì cái quyển thứ chín phải coi cái quyển thứ chín đi muốn trở lại là người là sao, có phải là quyển trở lại đi đảo rồi trở lại sinh trưởng trần tộc muốn thân người chứ. Còn nếu không muốn mượn thì phải đi ra ngoài lạc cô hồn đó, khỏi rất rất đau. Cô hồn nó còn sống đó, thì có nhiều cô hồn sống đó, 100 ngàn năm luôn chứ không phải đâu. Mình phải hiểu, có nhiều khi cô hồn mà sống quay ở ngoài đó, sẽ đất nẻ tan rã mấy chục lần cũng chưa thoát kiếp được cô hồn. Giờ mình hỏi tiếp. Câu hỏi này của Lê Văn Dương ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi số 1. Nếu sau này thầy không còn đủ sức để phổ biến pháp môn thiền tâm này và cũng không có người kế thừa, như vậy người tu theo thiền tâm họ được quyền biến, họ có thể phô tô và tự nhiên ấn quyền biến để mà tạo công đức hay không? Nếu về sau mà thiền tâm không được phổ biến nữa thì tất cả tài liệu mình được quyền phổ biến ra, mình cứ ở nước làm sao mà giúp người ta có không hả? Nếu là mình có quyền mình về một giới vì cái thì nó kéo dài, chỉ còn từ thật cái chùa thiền tâm cái kiểu này mà nó qua thế hệ này rồi thì nó là cái di tích thôi, giống như Thích Ca nó vẫn thì cái di tích không phải dạy đâu, chỉ đến nhớ lại chứ không có dạy nữa. Bởi vì này nó dạy thế giới vật lý mà không ai nghe, người ta bởi vì sống vì vật chất không nghe cái vụ buông này, cái buông này là bỏ hết mà thì đâu ai sống được. Vì thế mà Đức Phật có chọn trong thời gian để mà công bố ra để cho đủ sáu môn thôi, còn việc nó tồn tại bao nhiêu thì Đức Phật nói khi nào mà giáo lý được công bố ra thì nó sẽ được dạy chứ còn không thì thôi. Chứ còn không có cái vấn đề là rất ấn định trước nữa, còn cái chuyện mà tất cả thì đây người nào có cái duyên số để điều hành tiếp cái này thì tự người đó biết. Chứ bây giờ Phật cũng không cho nói trên cái phần này, nhưng mà cho nói là nhiệm vụ của người phổ biến thì không và công bố là thôi. Vì sao nó chuyển hóa để lại thì tôi nói là khi sau Tết tôi sẽ chuyển hóa là thứ ba đó. Thì hiện giờ tôi cũng nắm được trên 100 câu hỏi, nhưng mà mấy người ở xa hỏi không thì tôi lừa lại tất cả những câu hỏi nào đáng giá tôi mới ghi vào. Thì nếu mà có mặt thì hỏi, không có thì nhờ người khác hỏi giùm. Giờ nói tiếp đi. Còn một cái tiếp, cửa hải điều âm là cửa chuyên hút tánh Phật từ bể tánh thanh tịnh hoặc là hút các chuông ấm thân ở trong một tam giới đi vào sáu nẻo luân hồi. Như vậy cái cửa hải điều âm này nó có hút các Phật tánh đã vào bể tánh thanh tịnh rồi hút được trở lại để làm người hay không? Thế giới này là vật lý,
hút vô một thời đẩy ra, giống con người một đầu ăn một đầu ra, nào hút qua chứ cái gì đâu trở lại bị hư. Vì thế mà cứ nhào đây nhào cứ bị cái quả nó vào bây giờ nhào cái đất rồi thí dụ nhãn sanh lên trời thì hết phước trở lại cái đất, trở cho bắt đầu người tiếp rồi tạo nghiệp đi nữa. Mình phải hiểu cái thế giới này nó đơn giản, đừng có suy nghĩ nhiều. Hút vô đầu tiên vô cái đất tạo nhân quả, đi đâu con nhân quả trong cái đất này, rồi sau cùng hết cái nghiệp đó trở lại cái đất làm người tiếp. Đó là nuôi nữa, bởi vì trong này gọi là chú quay cái nhân quả luân hồi, nhân quả luân hồi làm cái gì thì nó kết quả nó thấy, rồi nó luân hồi đi đâu, rồi sau cùng nó muốn trở lại là người. Từ đầu tiên vô thành con người, sau cùng thành con người mới về thành Phật được, chứ không có nói gì đó, không có cái loại nào thành Phật duy nhất chỉ con người mới tạo nghiệp và con người tạo công đức bị gì vô để làm cái gì, vô tạo con người vô một đầu thật đầu tiên đã mượn thân con người để tạo công đức, nhưng mà ông tạo rồi tạo pháp đức rồi ác đức, thì hai cái này nó có dẫn mình đi luân hồi phước đức rồi ác đức nó dẫn mình đi, thì là có ba cái giấy phước đức ác đức. Bây giờ công đức thì đi ra, bây giờ mình phải hiểu cái thế giới này á, thế giới này là thế giới âm dương, dương thì đi thoát ra ngoài đất, âm vào trong cái đất, còn nếu mà không âm không dương thì đủ cái thân của thà đó mình không tiễn về, rồi mình tiễn về nhưng phải có một người và một niềm tin chứ không phải muốn về về là ông đức, mà mình không biết đường về thì cũng không biết đường, bởi vì cái đất nó lớn như vậy mà cái chúng ta bị hành động nó xoay cũng cái còn không mà ký đùa cho biết đường đâu, vì thế một Phật giả mới nhìn thấy được. Còn cái gì mà tạo ông đức rồi cái tánh Phật người đó vẫn còn mang cái trận thân điện từ, vì thế nó bị nó không thấy rõ đâu, nó không thấy rõ được cái trung tâm vận hành của hải dương người ta giờ hỏi đây. Câu hỏi này của một cháu ở Hà Nam, nhờ cái cháu hỏi dùng. Con năm nay đã 19 tuổi, đang theo pháp môn thiền tông, nhưng cơ thể của con nhiều bệnh tật, không có công việc ổn định, đi làm thuê nhưng làm việc gì cũng không thành. Bây giờ con nên tạo phước đức để cho bớt nghiệp hay là nên tạo công đức để giúp mình bớt nghiệp? Giờ muốn đi luân hồi thì tạo công đức, muốn về tạo công đức, mới vậy thôi. Có cái nghiệp nhẹ cái gì có nghĩa là mình sống được, mình làm được, tạo ra được tiền, thay vì mình tạo phước đức thì mình đi nữa, rồi biết chuyện nào gặp lại cái này. Còn tạo công đức đi kệ, đừng có nói gì hết. Bây giờ tự nhiên mình tạo công đức trong người mình mà nó sáng là tự nhiên mình khôn rồi. Nó xóa cái âm đó là gì? Âm là cho mình nó mê muội, còn nó dương là cho nó sáng suốt ở trong thế giới này thôi. Còn mình đã biết vậy thì đã muốn về thì nên tạo công đức thôi. Bằng cách nào? Đâu phải là bằng việc mình bỏ tiền mua sách của mình cũng cần. Con làm bài quyển sách thì xin thì ra được, xin ra chùa thì hiểu nó gỡ ra rồi. Rồi ra đó tự làm cho nó mượn. Năm ba người ấy tự nhiên mà nếu mà cho người ta có công đức một cái tự nhiên mình sáng, mình không hiểu nổi đâu. Tự nhiên nó sáng. Tự nhiên mình thấy tuy còn nghèo nhưng mà cái tâm mình đã sáng. Đừng có lo cái gì đó. Mà mong về thôi chứ không phải ở đây. Ngồi đó mà tạo công đức mà trèo kể. Trèo kể mà ở ngàn năm mà có trường qua đây. Thì tao có quả lời. Cảm ơn. Rồi, mà chứ. Có nó có ảnh hưởng gì cái mạng không? Chứ để gắn là tổng không ai coi. Nó gắn ba thôi, có ảnh hưởng dây rồi, mặn cái gì không? Con phải đi dây lại. Đi dây lại thôi chứ. Đi dây lại thôi. Đi dây lại. Bây giờ đó, chúc con có hướng dẫn cho nó gỡ ra đi gắn đi. Còn đi dây lại thì ba đi dây cứ đưa tiền cho mua. Kéo về thôi.
tức là con gắn ba cái cột bên đó là cái gì đó nó nhọc nó có xài chữ ví dụ vậy người ta chưa chịu thiền hoặc bây giờ cái thời gian rảnh ta coi diễn đàn đó ta mở ra coi mình có mình bỏ không cho nó cửa hoài nó mục nhưng mà nhắc cái bi không thì cũng khó còn hướng dẫn từ đâu từ đây ra Câu hỏi của Võ Tâm Từ: tại sao cõi ngạ quỷ, địa ngục, thần và con người có tần số điện từ âm dương khác nhau nhưng vẫn sống chung với nhau, trong khi đó những cõi trời đều có tần số điện từ âm dương khác nhau? Này chưa hiểu thế giới tam giới thì tam là ba cái giới hạn này nó nằm ở ngoài trong cái quyền thế trái đất á. Bồ Hòa Đạo 2 gọi là dục giới, Bồ Hòa Đạo 3 gọi là hữu sắc, Bồ Hòa Đạo 4 là vô sắc. Ở đây gọi là thế giới. Thế giới là cái nơi mà nó tạo ra nhân quả, thế giới tạo nhân quả. Mình phải biết mỗi cái tần số nó riêng. Bây giờ nói tới cái thiền tâm mà khi mà nó tắm ra rồi á thì nó sẽ thấy nó sống gần hết luôn. Không phải đơn giản. Mà đây mà người ta đã học chứng minh khoa học đàng hoàng về cái trái đất này, chứ không phải giống như mình mà mê làm đâu. Mà giờ tôi không dám nói cái thẳng cái này ra. Bây giờ nếu mà được một bài giáo lý cho ra thì đọc của giáo lý sẽ biết hết. Mà giờ tôi không dám nói cái này thì nói hỏi này là vì cái giờ khoa học nó có văn minh cỡ nào cũng không thoát ra được cái bầu hoạt động một gọi là cái bầu nhật ký của tứ đại. Bầu hoạt động một là nhật ký tứ đại, trong nó có cái đất này là năm ngũ khúc tập phương, năm loại sống chung, mỗi người có tần số riêng ở đây không mọi người. Bây giờ mình thấy là mình khi mà văn minh lên rồi mình hiểu cái trái đất này khủng khiếp lắm. Bây giờ mình nói mình thấy mình ngồi đây năm bảy người chắc như thật trong cái đạn số điện của nó, nếu mà tính ra bây giờ mình tính theo con số hiện tại thì mỗi người có một số điện thoại riêng, mà cả cái nước Việt Nam mình bao nhiêu 100 triệu người, rồi cả người ngoại quốc nữa, mà giờ nào cũng phát ra cái lạc số điện này rồi ai dám bài không là sao mình biết. Vì thế mà Đức Phật muốn cho ra đời cái này để nói cho rõ này, chứ nếu mà mình cái tất cả cái lạc số điện mình thấy được không, mình không chịu nổi đâu, mình đi luôn với cái lạc số điện luôn. Nói vì thế mà đợi người văn minh thật cao rồi thì Đức Phật muốn cho nói này ra. Nhưng mà nói nha, ảo nói một ngàn người chỉ có một người nghe thôi, còn chỉ không nó chửi đâu. Đâu chứ bây giờ hỏi suy nghĩ vậy chứ cái thiền tâm phổ biến lên trên 13 năm rồi, là bao nhiêu người biết. Rồi bây giờ công bố vị trí là 2 năm rồi, bao nhiêu người biết. Mà hoàn toàn chữ không trung tâm ba biểu lợi tên được không, đợi không tên được mà đứng ngoài chữ rồi sao, nó khó lắm. Tài phẩm không cái này mà ra được là hy hữu lắm cho mình đây. Chứ mình định tôi nói là suốt một mấy nhiều năm nay tôi theo kiểu tôi muốn làm cái này mà tôi nói vậy là tôi đi từ bước rồi chấp giám không dám đi xê xỉ. Nhưng mà khi công bố vị trí ra tôi rất mừng, nó đầy đủ bài bản công bố vị trí là tôi cái ngày đó nó sẽ tỉnh lên chịu luôn, quận huyện xã huyện báo chí trong rồi mà báo chí đài Hà Nội đi luôn cái đại diện lên cái bộ nhân nói gì luôn. Không phải đơn giản thông tin nó này cũng à, tôi tính là không cách nào có phổ biến, tôi không muốn phổ biến được mà không bố không được mà sao rồi cũng chấp chứ sao cũng làm cũng được nó đầy đủ hết. Thành ra bây giờ nói tới cái thiền tâm này khi mà nói mà chứng minh bằng khoa học rất hay, mà bây giờ những cái mà chứng minh khoa học mà cái một thực tế không cho nó mà đợi khi nào giáo lý ra tôi sẽ có một cuộc họp báo tôi sẽ nói cái giáo lý này, cái điểm giáo lý này là cái gì. Ông Phật dạy làm sao một vị toàn năng toàn giác không phải lạc đạo để làm chuyện tầm bậy. Nhà khoa học nói là đạo Phật là tinh hoa cái loại, tinh hoa cái chỗ nào, tinh hoa cái loại là cái chỗ nào, tại sao
phải dám nói bao nhiêu tiền thế giới này, bao nhiêu tôn giáo mà nói là đạo Phật là tin thôi gì nữa, mà không nhận, không kèm cái kia gì, người dám nói vì thế mà nó khó, khó. Bây giờ nói đúng ra hỏi chuyện câu hỏi này là chưa đọc hết, chưa đọc được cái sách, mà nguyên tắc là đọc 10 cái sách tôi mới nói. Chứ giờ hỏi là hỏi cái này giờ trong 10 sách đã nói hết rồi, không chịu, không chịu động não nữa, động não mới hiểu. Chưa biết là thế giới này gọi là thế giới vật lý âm dương, muốn máu này lý âm dương phải tạo bằng cách nào, thế giới âm dương không chấp nhận mới đi ra được. Còn nếu mà không, nó không lợi cho mình thì còn ở trong này hoài, trong chạy khỏi đứng ngầu đây là tu một câu đó. Đây là đây là khoa học, đây gọi là phản ứng khoa học. Nếu nói thì thế gian cái thiền tâm gọi là phản ứng khoa học, chứ phải không phải đơn giản đâu. Từ hỏi chứ gì? Dạ. Câu hỏi của Nguyễn Quỳnh ở tháng 10 hỏi câu số 1. Một vị sư trụ trì một cái chùa vật lý nhưng đang tu theo thiền tông và đã đạt được ý mật thiền tông. Vị sư trụ trì này muốn chuyển cái chùa vật lý này qua tu theo thiền tông thì vị sư trụ trì sẽ làm như thế nào ạ? Dễ ở cái xin phép giáo hội, xin phép chính quyền ta cho tiền kiểm tra. Chứ là có gì đâu, cái chuyện này đừng có hỏi, hỏi chuyện gì. Muốn tu lý vợ tu ra, muốn cái chùa không mở đâu, theo cái chuyện tâm đâu. Dẹp cúng kiến hết đi, dẹp cúng tụng xin sạch sạch có lẽ đi. Thì tự nhiên nó được mà dám không? Thì dám không? Thế giới định lý không dám không? Giống dẫn ở trong nước á, không dám giải xuống không? Ở dưới này nước, giải xuống đâu, một người muốn thoát mạng. Hai lợi sống, ông sống có cá, chứ không có dụ đâu. Đức Phật nói là thiền tông chưa có cái chùa đại lý nào dám tu. Đức Phật đã khẳng định một câu, chính đây là chứng minh rằng trên thế giới duy nhất chỉ có cái thằng Diệu dám để thiền tông thôi, chưa có chùa thứ hai để thiền tông. Mà ông ra đã tiện lên cái bài cho nó rõ ràng để cái giáo hậu cho ông chính quyền cho ông thì ta sẽ hướng dẫn tiếp. Vì hai cái căn bản mà ông làm, ông giờ hỏi tôi làm sao? Là nói là tôi có bùa, có phép gì cho ông là cho ông tu. Có nghĩa là luân pháp mình phải tôn trọng. Nhà nước có cho không? Giáo hậu cho không? Chùa này có ai? Nó hiểu vậy nè. Nguyên tắc cái chùa này tôi nói thiệt á, nhà nước, giáo hậu không lấy là cha có 210 thức vô thôi. 3 ngàn cái vô là có 210 thôi. Ông lấy, tôi xin lỗi 3 ngàn là hốt rồi, đẩy tôi đi mất rồi. Chùa này rất rõ ràng giấy có 210 thức vô thôi, không lấy thì giao cho. Mà hồi xưa ép tôi, đất của tôi mà ép tôi phải giao cho nhà nước không cho cắt cái chùa. Tôi đồng ý giao 210 thước vuông thôi, thì tôi còn tính là tính nghĩa nữa, ổng mà đổ lấy thì tôi còn chỗ khác tôi tính nữa. À giờ không lấy tự giờ đó tất cả các năm trời lấy cái chùa này nhưng mà tôi tập đạo lý đất thì của nhà nước thu hồi lại thì phải giao đền bù xây dựng cho tôi 210 thước vuông ở ngoài của tôi là còn ở trong chùa tôi lấy thì làm gì là trả cho tôi. Còn bây giờ muốn tu cái này không phải dễ đâu. Cái này ta len lỏi mấy chục năm bây giờ mới phát hiện là mới phát ra được thôi. Mà giờ phát được thì cũng rất mừng, nhưng mà là nhiệm vụ của tôi xong rồi đó. Thì nay nó cũng cần đi rồi. Thế nên giờ nhiệm vụ tôi xong rồi đó thì cố gắng là khi mà nói ra được tiếng nào hay tiếng đấy thì cũng sắp đi. Giờ hỏi thế thì dạ câu hỏi thứ hai. Con đã đem những bài kệ ngộ thiền của 36 vị tổ sư thiền tông vào chùa vật lý và được chùa vật lý chấp nhận cho treo lên tường để cho nhiều người xem. Và con cũng đã đem bài kệ ngộ thiền của 36 vị tổ này vào các quán chay và cũng được họ chấp nhận và cho trưng bày. Như vậy con có nên tiếp tục làm công việc này nữa không ạ? Đại cơ phải đi nữa chứ mà trên cơ bất tác gì nữa đó. Là nên đơn giản tất cả thế giới vật lý đừng có nên mình có đúng ra ban đầu thì rất thuận lợi nhưng mà nên nhớ rằng cái đó gọi là xe không chạy với mặt đường mà các cắm lên chạy các cắm lên chạy có chừng không phải đơn giản đâu ha.
nói là cái thiền tâm, cái thiền tâm được hoàn toàn không có giải, nhưng mà là giải trên cái nó thì được, không có giải được đâu. Nhưng mà len lỏi tìm mới móc vài người bay ra khỏi cái đó thì thôi. Đó, còn nếu theo thì cứ là thì thử coi, người tôi mai mốt tôi sẽ chỉ những cái gương người trước tôi như thế nào, nhưng mà là đúng vậy. Tất cả từ khi phổ biến nhập vô thì đóng lại bao nhiêu người qua đời vì cái này, mà tôi cũng nói cho nên trước là biết cứ nghe thì nếu mình kêu bằng là xã phú cầu vòng xã sân cầu đạo thì nhau vô rồi phải tư. Câu hỏi của Đặng Trang Nguyễn Ngọc hỏi: kiến tánh có bốn phần, chú có thể cho con biết hiện nay ở Việt Nam có ai đã đạt được, thấy được sáng nở luân hồi, nhìn thấy được Phật giới không? Cái này là tôi vô câu hỏi mua hàm ép. Tôi chỉ là con người trong sách viết sao tôi chỉ vậy, đây là tôi chỉ công thức nha. Còn bây giờ ai thấy những chuyện của người ta, nó cần cái tâm đã nói rồi. Ông gì á hỏi bây giờ là thấy tiền hoàng là ký tánh bằng cái đạo đâu có bây giờ chuyện này cũng tới lên đây chu vô chùa đầu sẽ thấy đó. Ông trả lời bằng ông quan chuyện về trường mà cái câu chuyện đưa vô chùa vô động nhốt ông lạnh được là ông là được chạy ra hỏi lạnh như thế nào thì chỉ cậu có biết thôi. Hỏi tôi là ai ký tánh là tôi á, mà giờ tôi có biết tôi không dám nói. Bởi vì cái này là hoàn toàn rồi, tất cả những người này cái là không luôn vô giác sạch, người ta thấy không luôn giống như mình, tôi nói chuyện kia bình thường như mình à. Bây giờ mình đã hiểu thì tông mà chưa chắc ai dám vô trong cái chùa tôi biết mà nói tôi hiểu, chỉ được có hiểu thôi mà không dám chứ đừng có nói bài ra cái chiến tranh. Tôi chẳng hiểu, mình phải hiểu trong gia đình mình không được nói, trong gia đình mình này năm mười người mình hiểu, nhưng mà gia đình qua họ không đồng ý được. Bởi vì sao? Người ta sống ở cái ghế âm hương tâm, tất cả những người mà cái tối ngày xá xá lại lại và nói thơ nó kể rồi thầm hết thì mình có nhớ mấy người đó, có nghĩa là mình thoát ra được cái nào mình ráng chạy thoát, rồi mình giúp được người nào thì giúp. Nói đúng thì không này trong gia đình không giúp được mà chỉ giúp người ngoài, rồi nó có từng số riêng, tất cả những người mà đến đây nó có từng số riêng, mình nói cái này tao mới hiểu, còn nói thì nó phải đừng ép trong nhà để mình chết là mình giăng lên bà nhà luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Còn một cái tiếp, Đức Phật đã từng nói ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Nếu nói về công đức đức thì cả Việt Nam hiện nay người biết được đạo Phật Thiền Tông, con cho rằng nhờ hai vị trong đó có chú, vậy chú có phải là Phật đã thành không ạ? Ông Phật cái ta là Phật đã thành là ông thành rồi, đúng rồi, ông quảng ngộ rồi, ông đi được anh có không đức tôi cũng chỉ là nắm được cái sách này của bà Thảo giao tôi thì tôi cũng biết là nó thôi. Cái sự thật có nhiều khi tôi cũng không hiểu thường với chị đâu à, có nhiều người họ hộn rất sâu, tôi phải đơn giản mà. Còn ông Thảo ông nói câu này, các ông là Phật sẽ thành, tức như ông ai cũng có Phật tánh thì tại sao Phật nói là ta đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước rồi là sao? Nhưng mà ông quên, ông không nhớ chứ sự thật ai bây giờ nói chuyện mình đã thành Phật từ mấy tỷ năm trước rồi. Tại sao vô đây mình mê rồi nó buông, nó buông mà có rất ra hết liền cái gì đâu. Có nghĩa là ai cũng có Phật tánh chứ không phải là ai không Phật tánh. Bây giờ thì bởi vì thế phải câu chuyện mà 36 vị tổ người ta chắc cái ngoại cảnh vì thế mà người ta cho ông Thành Tú là giỏi hơn Nguyễn Năng, chắc ông đi vô không thể quan ra gì đó. Là bây giờ mà ngũ tổ giao cho ai, cho ông Nguyễn Năng chứ đâu cho ông Thành Tú. Mà ông Thành Tú coi nó lù bù chuyện đi như lao động cái gì cũng làm hết mà ông này là được. Vì thế mà tôi nói được nhiều rồi, cái gì tài về không
ông nhận từ ông chửi tôi là đúng. Ông nói ông này có học rồi đó. Ông nói cầu mà vô thì ba ngày mới được cấp chứng chỉ. Chuyện tại sao mà cũng may là con Kiều nó giải thích là vô đây tôi hiểu được các bạn đã học thì ba mới điểm cấp cho tôi chứng chỉ. Bây giờ cái bài diễn đàn hiểu cho nó trình bày rất rõ từng ba cái giây thì ba giai đoạn cấp ba cái loại giấy. Mà không biết ông này tôi không hiểu ông tu kiểu gì mình không hiểu, nhưng mà hồi đầu á ông chê đó là thiền tông không có, đợi chút ông nói ông thật thiền thiền không chừng. Rồi ông nói tôi sợi sản đó đúng không? Thằng nào với ông nói cái gì tôi không biết. Mà đạo Phật đạo giác gọi cho nó còn qua mà không nói cái này không biết nói cái gì. Đem đám cưới vô đá ban giới. Rồi chú nguyện cho ta trung tài cho sĩ tử. Tôi tính là kiếm mà bữa nào hỏi ông cho ông chú nguyện một ngàn người cho con vô đậu. Ai có hai người đâu. Rồi ta tốn bao nhiêu tiền. Đấy, người ta cũng có hiểu cái này, người ta làm, ta làm là gì tại gì? Cái ông có ngồi tu, còn tu có tu, tu đi đông đông, không có ngồi tu. Mà nói cái này thì ta chịu đi đúng đâu. Thành ra mình thấy cái đạo Phật thì đâu nữa kìa. Bây giờ cái đạo Phật thì đâu là ý của Đức Phật nói là thế giới nghịch lý không phải chỉ tu được, mà tìm con đường bò ra, tôi vui nó ra. Bây giờ ông chỉ ra, chỉ có đường chui ra rồi. Ông có tánh Phật ra ráng đi. Ráng nhìn nhìn cho biết từ thì mấy con nó chạy ra. Chứ ông bảo ông hiểu đâu có tu đâu. Thì họ người ta hỏi ông chứ sao mà như lai lai có tụ này không. Thì tôi ta làm vậy, chúng ta nói trước khi ta ngồi đứng vậy ta nói chứ dẫn như lai chết đã qua những chuyện gì như lai làm không được làm. Ta ông cũng nói là tại không nghe. Rồi giờ từ đó ngày cái gì cầu xin lại được mà linh thiên ai đây mà thanh không từ đây thì thánh không chứ không Phật nào trong này đâu cầu không mình trung Phật rồi cầu Phật chứ định cầu cầu thánh giờ gọi tới đi. Dạ, câu hỏi này của anh Dũng ở Cà Mau hỏi Phật tử Thiền Tông ở tại gia nên thờ một là tôn tượng Đức Phật cầm đàn sen, hai là tôn thờ cảnh của Phật Thích Ca và hai vị Bồ Tát bằng gỗ và bằng tranh. Xin thầy cho biết nên thờ bằng tượng hay bằng tranh à? Cái thờ này là cho cái trình độ của mình. Ta đã nói rõ rồi, thờ cái này là phải do trình độ của người đó. Chứ mình chưa có đạt được thì tao mới được có thờ cái thiền qua ở ông cạnh ông xe đây mấy chồng về không chịu đâu. Thờ cái này là do trình độ của mỗi người chứ không phải là muốn thờ thờ đâu, nhưng mà tất cả những người mà được truyền thiền rồi đó thì ta nói được cái căn bản thì nên thờ cái này, nhưng mà cũng phải xác lại mình mà tiền thiền mình còn có cúng không. Cái tiền thiền cúng tôi được cái thờ thật. Nó nhập vô à, bên kia nó nhập vô à, chứ vậy là không phải thắp cái đạo vô đâu. Tụi nó nói sao? Có nghĩa là tất cả thờ là phải theo quyền mấy quyển sách và trình độ mình như thế nào. Chứ không có trình độ thì mình không được, đừng có thờ. Rồi, hỏi tiếp đi. Có ai hỏi gì không? Phải hỏi gì không? Có một vị hỏi cái câu thế này. Xin thầy dạy đến thức dùm, phân thức dùm giữa giáo lý và giáo pháp khác nhau chỗ nào ạ? Chữ pháp là lời nói, giáo lý là cái lý luận. Lý luận bằng thực tiễn đạt bằng, còn giáo pháp là lời nói thôi. Không, ta bởi vì trong đây tất cả cái kinh nó thuộc về không chỉ giáo pháp rồi, gọi là giáo kinh. Nhưng mà giáo kinh mà người nào đọc ra thì gọi là giáo pháp. Còn cái giáo lý cũng phải cái phân tích từ lý thì thấy thuận cái ra rất thuận lý và khoa học gọi là giáo lý. Đó, phải hiểu hai cái chỗ này. Nhưng giáo lý nó khác, giáo kinh nó khác, giáo luật nó khác, giáo lễ nó khác. Sau đây ra cái giáo gì nó kèm cái chữ đằng sau đó. Tiếng Việt mình đó là kêu bằng nó đa phương tiện. Giáo điều là khác. Thì ông có cái chữ đấy, ông có cái chữ đằng sau đó thì chỉ cho mình cái cách thành quả đằng sau. Giáo điều, giáo lực, nộp, giáo quy rồi gì tùm lum là cái giáo là dài.
Còn cái lý này là lý luận cho đến thực tế cái Phật. Còn giáo kinh là chỉ nói sốt qua là nói bằng chữ. Còn giáo pháp, cái pháp là đọc cái kinh nói ra là mấy ông thầy thì gọi là giáo pháp. Mấy ông thầy thì nói, hoàn toàn không ông nào nói giáo lý. Vì thế mà giáo pháp ai tưởng cái gì thì nói cái đấy. Cái còn nếu mà giáo lý rồi hoàn toàn A là A, B là B, chứ không có ông nào kẹt nó giống như mình ở đây. Nếu mà học cũng dương, cũng dương 7 là 3, 1, 100 ông cũng 7, 3, 1, không có ông nào 7, 3, 1, 100, 2 ngày đó. Rồi cái này là giáo lý của nó là cái công suất của nó đó là giờ thì phải thế. Có một vị hỏi như thế này: người tu theo thiền tâm đã được thiền biến hoặc thiền tâm rồi, nhưng mà vì thân thể thường hay bệnh tật, kinh tế gia đình thì khó khăn, mà về vấn đề mạng, về vấn đề mà mạng điện tử thì cũng không rành, thì cái hoàn cảnh như thế thì làm cách gì để tạo công đức ạ? Thì nếu mình biết mạng thì khổ biết bọn mạng, còn mình không biết thì kiếm cái cuốn sách hay cái máy cho ta mượn cứ vậy thôi, không có tiền không cần lợi chùa tên chịu thì xin năm cái máy mượn đem về nhà cho ta mượn thì mượn dòng dòng mang quyển sách cũng vậy. Còn vấn đề mà bây giờ tôi nói thì đừng có nói nhiều, đừng có nói nhiều. Bây giờ là cái quyển Trần Nhân Tông và đồng cái quyển là quy ký hai cái quyển này đủ rồi, còn cái kia là tao nói để gì, nói để cho bổ túc thôi, chứ sự thật trong cái đạo Phật không có cái gì mà quan trọng hết. Mà bây giờ cái câu thức trở về Phật giáo đây là quan trọng nhất của thiền tâm, còn mình không hiểu cái này thì ngộ nó tuôn đừng có cãi lộn mà không. Bây giờ hiểu cái câu thức thế giới này là thế giới âm dương làm ra thoát ra, còn mình sống ở đây sống ở âm dương phải sống bằng quy luật âm dương, không có cách nào thoát được cái này. Nếu mình hiểu đơn giản đâu đó cảm gì ngộ đấy mà suy nghĩ cho nhiều khi nó mất công. Mình hiểu cái vấn đề tạo công đức, mình đã tu thiền tâm rồi mình đã dẹp tất cả những cái kia thì cái thế giới những thứ nó hơn thua, thì tâm cũng hơn thua, vô đây đừng có hơn thua, mà muốn cố gắng làm sao mà học cho biết được cái công thức này là được rồi. Bởi vậy bây giờ tại sao mình cho hỏi ai như nào nên ông có dạy gì không? Ông lên cũng nói công thức thôi chứ hoàn toàn không có dạy gì. Vì thế Thái có tiếng hồ học mà vậy mà ông nhậu liếc cả 10.000 năm mà đạo không ngộ đạo luôn. Còn mình ở đây từ khi mà chùa Tân Nghĩa phổ biến ra chỉ có bao nhiêu đó mà ông chịu còn phải hỏi trong nước ăn nuôi gì chỉ chịu. Bây giờ ta bảo mình phước đức là giúp ta ăn vui, ác đức thì giúp ta buồn, công đức thì giúp ta giải thoát. Mình có nhiều lúc cả quá giờ vô đi đâu trường đi học là khỏi chi trên nó nhiều thì mình ra đó có gì. Còn cái con đường đi ra thì phải có người nào dẫn ra mình mới ra, mình hiểu được thế giới này nó dễ hơn chứ không gì đó. Còn ngồi đó mà tin thiền trên trời như thế thì thôi thế giới vật lý vừa phát khởi ra là hoàn nó cuốn bốn biển nó theo quy luật vật lý này, không cách nào thoát được quy luật này. Chờ ngỡ thế gì ở đây có cái gì hay có câu hỏi gì không ạ? Thì nào có câu hỏi gì không, có thể cầm micro ra hỏi trực tiếp đây không? Dạ thưa các câu hỏi sau sự phát triển tâm thì Phật tâm của mình được chưa vào tam giới thì vốn tự đầy đủ biết rõ quá khứ gì ra của mình cũng giống như vị Phật, nhưng mà khác ở chỗ là Phật tâm mình không có kim thân Phật giống như một vị Phật. Đồng thời một vị Phật ở Phật giới thì biết rõ mình đã đi trong Phật giới và thành Phật như thế nào. Vì vậy mình tu theo thiền tông mình biết như vậy coi phải gì không? Lặp lại. Không. Thế cho thầy hỏi là một cái tánh Phật á, khi còn ở trong Phật giới á, thì cũng thấy biết hiểu như là cái một vị Phật chỉ khác là không có kim thân Phật thôi. Khi một vị Phật mà đã trở về Phật giới rồi thì biết được hết cái đường tiên mà
mình đã trải qua trong cái tam giới. Rồi ý sao mới chạy cái tiếp cho nó cô cuối là gì? Cái sao là gì? Cái suối của mình nhìn biết chỉ biết như thầy vậy thôi. Bây giờ là phải hiểu cái thế giới, cái điều mà cái tánh Phật á, là nó nhỏ như một nguyên tử, trong đó nó thấy nghe nó biết, giống như cái điện á, vô cái đèn led nó là điện, nhưng mà nếu mà nó cái điện này cái công suất nó không bằng một đèn 100W, tại vì ông muốn một phần 100W, 1000W, nó vô đây tiến cái chim thân, kiếm công đức để nó phát ra, nó phát triển cho lớn cái thân này ra. Tánh Phật 10 thân, chim thân còn to, giống như mình ở đây 10 nhà to, chứ không có gì mình chẳng biết. Có nghĩa là tánh Phật lúc nào nó cũng nói, nhưng mà cái lực nó yếu. Cái lực cái tánh Phật phát ra nó không yếu. Vì thế mà vô đây tạo công đức để thành chim thân Phật cho nó lớn, để phát nó mạnh hơn, chứ không có khác gì trời đất. Thì nếu nói ra đó, ông cũng tham, chứ mẹ cũng không tham. Ông tham vô đây mới dính, ông dính cái nhân quả. Có nghĩa là thấy giống như mình ở đây cũng điện, nhưng mà đều mà có đèn led có chút xíu, nó sáng chút xíu thôi. Còn bây giờ cái đèn nào? Cái đèn 1000W nó khác. Đó, ý là vậy. Thì cái lực thấy, cái lực nghe, nói biết của một tánh Phật nó rất nhỏ, mà nó vẫn nó không bị ngăn cản, nhưng mà nó cái cường lực nó thấp. Thế nên muốn trang bị lòng kim thân lớn để chi có cái lực mạnh kéo như một chiếc xe không phải con người cũng chịu, giờ tôi muốn xe chở trăm người phải đóng cái xe cho to, thì cũng điện đó thôi, điện xe cho máy thì điện xe hơi nó đâu khác. Thế là như là cái cường lực ít vậy thôi. Thì cũng hỏi vậy, ý là phải vậy không? Có nghĩa là tánh Phật tại sao cũng thấy mà cái kim thân Phật thấy khác, tánh Phật khác. Tánh Phật đó là gì đó? Nó có chút rất nhỏ, bằng một nguyên tử thôi. Bây giờ nè, tôi nói bây giờ đấy, ví dụ mà tại làm sao vô nguyên tử để chế từ megaton, 10 megaton nó khác, 100 megaton, 50 megaton nó khác, cực khác cùng phá nó khác. Nó cũng có con khá nhưng mà nó nhỏ. Cảnh ra mình cái tánh Phật nó cũng vậy, nằm ở trong vậy. Tại tánh Phật muốn có kim thật to. Nhưng mà về bởi cái thật con không chịu ra cũng muốn kiếm nữa. Bây giờ chồng thì kiếm nữa, sắp kiếm nữa sẽ thành Phật quên tất cả. Tất cả thế giới này tuy nhiên mà cái đất này nó quay như thế, nó quay tạo được quý là gì? Nó cũng là điện từ như tượng từ quang đó, nhưng mà tại nó quay nó mới tạo hai cực, chứ nó không quay nó không tạo hai cực. Mà cái này là cái thế giới vật lý nó bắt buộc quay vậy. Mà cái này hỏi ông Phật lý do, ông cũng biết, ông nói nếu mà vô đây thì nó quay, còn đi ra ngoài nó không quay. Đó bây giờ đạo Phật muốn chỉ ra cái quy luật này. Nếu mà vô đây được thành là bị người ta cho, còn ta có cái tưởng đủ thứ hết, rồi nó mới làm cái thế giới này nó rối loạn lên. Nên rồi bây giờ Phật ra đời để gì? Chỉ cho biết công thức thôi. Bởi vì nếu mà nói về cái tôn giáo á, nó có cái căn bản của nó trong thầy không? Khi mà quốc gia, khi mình mà chết cái đất này chết hết đi, nó không còn là quốc gia, không còn là bộ lạc, nó còn riêng rẽ từ người, từ gia đình, sống ở đâu cũng được. Mà khi mà thành bộ lạc rồi thì chắc chắn là cho đo bộ lạc này, bộ lạc kia, bộ lạc này đánh chiếm bộ lạc kia. Để vì thế mà một vị thần á, quản lý cái tâm trên đất này á, gọi là thần chủ thế giới, có mượn thân người lập cái đạo thần đó, nói rằng mấy ông đừng có tranh giành cho mẹ ông, mấy ông á thực hiện được là thần nhà ông á, thì ta sợ, nó không dám, thì mới sống hòa thuận với nhau. Nhưng mà hòa thuận mình trên thế giới vật lý nó bắt đầu nó phát triển ra, nó biết nó có ra chữ rồi, bắt đầu nó thành là quốc gia liền, quốc gia nó tranh giành theo kiểu quốc gia, thấy không? Rồi sao tranh thành theo kiểu quốc gia thì một vị con đang còn giáp ra đời để đi chung lại. Sự thật có vậy, đừng có tranh giành. Bởi vì trong này thế giới này thì thế giới vật lý ông bảo giải thôi, nhưng mà ông phải nghe. Ông mới giảng dạy năm 6 pháp môn,
Có gì thế mà khi mà ông chỉ còn 5 người giác qua đời rồi thì sau đó đến thời kỳ gọi là phát triển á. Thì phát triển là gì? Phát triển là cái tưởng có phát triển được. Nhưng mà chỉ cái tưởng này là ông Thánh mới ra đời, Đạo Thánh mới ra đời. Đạo Thánh ra đời để làm cái gì? Để cho phát triển và quy vậy. Nó phải ra ba thời kỳ gọi là ba thời kỳ lập đạo của cái đất này, nó cứ đi theo những quyền hoài. Bởi vì khi mà phát triển lên đỉnh cao rồi nó sẽ bị quy diệt, quy diệt nó trở lại thành đồ đá lại. Cái vậy này cứ ba thời kỳ thành trụ hoài nhất là hoài. Chừng nào cái đất này mà chừng nào thôi, thế giới ta giới này là chừng nào đó. Bởi vì trên thế giới này mình thấy nhé, mình thấy tưởng là mình xài nước nó không thôi đâu. Mình xài đổ ra nó bóp lên trời, nhưng mà mưa xuống cái làm vậy nó tuần hoàn hoài là trời. Có nhiều điện hoài, nó không mất gì. Đất nước nữa nữa hoàn toàn nó không mất. Đạo Phật cũng ra đời để chỉ cái này. Chỉ bằng sự thật cái đất này muốn ra khỏi cái đất thì phải đi tìm cái công thức ra. Ngầu đây thì có tranh giành hư thua à. Đó, vì thế mà ba đạo kia là đạo thần, rồi đạo người, rồi đạo thánh, đâu có nhiều cái lòng hoài. Bây giờ thì đâu nó ra đời để chỉ cái này không, nhưng mà nói nếu mà nói thì cái thời kỳ thứ ba là đạo là không ai dám nói. Bởi vì tôi giảng đây là tôi không hiểu, tại sao tôi không có nói cái câu này mà người ta bắt bẻ tôi. Bởi vì cũng là phát trên mạng nói ông á là ám chỉ thắng là cái là cái tôi ai nói trên mạng nói đâu vậy, tôi nói ai mạng lo kỹ tôi vậy. Tôi có nói đạo thánh thì có học giả hỏi tôi đạo thánh là đạo nào tôi không biết. Thánh thì ông lại là cái đạo thánh ông hỏi chứ mà tôi đạo Phật thì tâm ông hỏi gì tôi nói đây. Chứ còn Phật cái lý tôi không không biết luôn á. Mà Phật thì tâm tôi nói ông muốn hỏi gì thì tâm tôi nói gì. Nó sẽ hiểu cái thật thì thắng đó. Nó mẹ học tôi biết, tôi nói nhưng mà tôi nói hỏi ấy thì giờ ông kiếm cái ông đầu thắng mà hỏi, nhưng mà tôi sao tôi biết. Nếu ông nói tôi nói đầu thắng là cái này kia ông chứng minh thì tôi đâu có nói cái này. Nó mẹ học tôi hoài không cũng được. Thật ra đó thì tôi biết chống chịu có mà phát ra lên phương pháp cho kỹ chúng. Tôi vẽ hậu tôi cái cách chung chết luôn. Rồi hết tới mình. Cái gì có ai hỏi gì đâu mà. Kính thưa thầy, con nào có khó khăn là con chưa hiểu con trở lại thầy dạng này bằng dạy cho con ấy. Như các thầy ở bề trên thì chúng con cung kính như thế nào là đúng. Ở đây bị hỏi ba câu, cái thứ nhất đó là bị nói là vấn đề cung kính như thế nào, tức là cái Phật tử nó cung kính đối với chú như thế nào, chẳng phải là vậy. Này cũng có cung kính gì á, tôi là một sổ giả nhất ra. Khi người ta thấy tôi lớn tuổi kêu tôi còn chú, còn bác thì thôi. Cung kính gì, nó có kính, ai cũng cung. Thiền tâm ai cũng có một chút xíu Phật tánh là cũng thật ai giống như ai. Còn ở đây, nếu cung kính thì cung kính bằng cái tứ đại. Ông này lớn tuổi tôi kêu còn chú, tôi kêu lớn nữa còn bác, còn ông vậy thôi. Cái cung kính cái gì? Ông Phật là xóa cái này, xóa cái đề cấp. Ông Phật ra đời để là xóa giai cấp, hầu đó là cái gọi là giai cấp thống trị và cái giai cấp bốc lộ, cái người bị bốc lộ. Thì bây giờ nếu mà mình đã cung kính thì nó trở thành là cái giai cấp nữa rồi, không được. Đó, câu thứ nhất, câu thứ gì? Câu cái ý câu thứ nhì là bà nói là nhân dân người ta cúng ông công
mà chỉ có mặc áo và có quần thì cái không mặc quần thì cái vấn đề này nó không dính líu tới thiền tông. Đúng rồi, cũng còn tông đó chứ. Còn táo à, còn táo còn tông nè. Thì bây giờ ta cũng đúng thế này, có thấy nè, có thấy mấy người phương Tây họ có mặc quần không? Rồi ta mặc quần không, có mặc áo không? Thì ta cúng theo mấy cái người đó là đúng rồi. Đó có thấy gì đâu mà người nữ mà châu Âu không ai mặc quần. Rồi bây giờ tới đây tới Việt Nam luôn, chứ không có nhiều người. Đó giờ đi ra đi chợ Sài Gòn thấy đâu phải mặc quần nữa. Người ta cúng thì được không? Rồi ý thứ ba là gì? Ý thứ ba là hỏi là ví dụ như bà là một tử mà sau khi này mất thì có nên mặc quần áo cho nó đầy đủ không? Mặc quần áo quần áo của Việt Nam thì sao phải đi có mặc quần áo không? Không cần mặc áo Phật tử như thế này. À, ý của bà hỏi là khi mà có một Phật tử mà mất á, thì những Phật tử mà đi đưa nó có cần phải mặc áo trang lễ cho lễ phục của người tu để mà đưa các Phật tử đó mà. Thế là Phật tử truyền tông nó đem ra phục đúng là gì, để con người tại hiện tại nó nhìn thấy chứ đưa vô lò thiêu nó thiêu mất hết còn gì. Nhưng mà cái thế gian này mình phải hiểu theo thế giới này phải đúng theo của người ta, mỏng cáp người ta cái gì thì mặc đúng cái đấy. Giống như quân đội anh thiếu quý thì mặc thiếu quý, đại quý mặc đại quý vậy thôi. Tá tướng nó phải vậy, được đây là cái thế gian. Nhưng đi vào trong cái cõi kia được ha, cõi kia không có quần áo gì đâu. Bằng điện từ nên đó là cõi kia sống bằng điện từ, tất cả các cõi bằng điện từ, không có mình phải hiểu. Nhưng mà hiện giờ mình trang phục đây để đi, để cho người tại thế gian thấy mình cứ hiểu vậy. Được ba câu, còn câu nợ đó đừng có hỏi tiếp. Có ai hỏi gì không ạ? Con chào chú. Trước khi con đi gặp hỏi thì con cũng xin cảm ơn chú là nhờ những cái cuốn sách của chú mà mọi người đã chia sẻ trên Facebook và trên YouTube thì con đã giác ngộ thiền tông. Thật sự ra thì đây là cái Tết đầu tiên kể từ cái ngày trưởng thành đến giờ con cảm thấy sung sướng nhất. Và con cứ làm khi mà con cảm thấy là ok, con không phải con không phải vất vả, con không phải bon chen, con không phải níu xén quà tặng, con không phải nịnh nọt ai hết. Con cảm thấy rất là thư thái. Con vô cùng cảm ơn chú và cảm ơn Đức Phật đã cho ra một pháp môn để cho ngày nay con cảm thấy lòng con rất là thanh thản. Cái câu hỏi đầu tiên là khi con giác ngộ về thiền tông thì con phải trải qua cũng giống như là gọi hành sát đó. Con trải qua những cái đau đớn về thể xác và đã tiếp nhận bí mật thiền tông. Con cũng đã vượt qua được là nhờ cái khát vọng giải thoát. Tuy nhiên cho đến giờ này thì thi thoảng trước khi mà con biết thiền tông thì con nếu mà nói là nếu là dùng cái trí giác thì có nghĩa là con cũng đã có trí con đắc được, ví dụ như là mình có thể giúp cho người nào đó là hết đau đầu, hết cái gì đấy mà người ta đang bị. Bản thân con thì không được ai giúp cho con hết cái này, mà tự bản thân con ví dụ như bị rối loạn tiền đình thì con sau rất nhiều cái vòng tập là đi chữa cho người ta rồi như vậy thì vẫn nặng thêm. Và cuối cùng thì con mới ngộ ra được một điều là nụ cười nó để tâm thanh tịnh thì nó hết bận. Tuy nhiên thì trong quá trình mà con tiếp nhận cái phương pháp trước của thiền tông thì các cái vong linh nó vẫn nhập vào người của con. Có những cái biểu hiện để con biết là lấy là con đó là thuộc vào con gì, với những cái câu hỏi của con hỏi phải họ bằng cách là nếu như mà họ là cái người đấy thì họ xuất ra, và nếu mà họ không phải họ phải trong đấy. Thì cho đến giờ này thì con vẫn có cảm nhận là khi
những biểu hiện. Tuy nhiên thì theo con biết thì thiền tông thì nó là một, có cái lực cực dương cực mạnh, và đặc biệt là chùa thiền tông thì các linh hồn các con khó lòng mà vào đây được. Nhưng con không hiểu sao nó có những cái tín hiệu là bảo con đang kiếm thiền ở đây. Con nghĩ là chúng có thể trả lời con này con, để cho cái tâm trạng của con khi mà có những cái tín hiệu của một cái thế giới khác xâm nhập vào cơ thể mình, thì con biết đấy là có thể là một cái sự động viên, hoặc là cảm kích, hoặc là đang cổ vũ con, hoặc là họ cũng muốn con là hỗ trợ họ. Bởi vì trước khi con đến con hiểu như ngày hôm nay về đi tâm, thì đứng trước bàn thờ con đều có quyên tổ tiên của con, những người mà anh em bà con của con mất đi, là hãy cố gắng tu tập để đầu thai trở lại người, tìm đến pháp môn thanh tịnh thiền mà tu để trở về thế giới. Và nếu như cần giúp đỡ gì thì trong khả năng của con thì con sẽ cố gắng hết sức, nhưng phải thể hiện cho con biết. Còn nếu không thì con chẳng biết sao biết được rồi. Thì liệu đây những cái ám hiệu này, những tín hiệu này có phải là tín hiệu mà họ bày tỏ cho con biết để con có thể hỗ trợ họ không ạ? Đó là câu hỏi nhất không? Các con xin tóm tắt cái ý của cái chị này, chỉ nói dài chút mà cái ý như thế này. Trước kia đó, trước khi mà chị giác ngộ pháp môn thiền tông này á, thì chị đã từng trải qua thời gian đau đớn hành hạ thân xác, chị đã từng chữa bệnh cho người khác, và trước kia chị cũng đã từng bị các vong nhập nát. Và hiện giờ thì chị đang ngồi đây, chị cũng có cái cảm giác là những cái vị có nhiều như có theo cái con nào theo con sao đó. Thì rồi cũng là chị hỏi là thứ nhất là pháp môn thiền tông là pháp môn cực dương, mà tại sao các con vẫn có thể vào đây để mà nhập? Hiện giờ chị cảm giác thì là có cái con nào là theo chị theo ý như thế. Bây giờ mình phải hiểu á, cái con nhập á không phải là có một thôi, nó có bốn cái đẳng cấp. Nếu mà kêu mà trong lang thang nghe thì con chạy gì, còn cái trong mà nó có đẳng cấp á nó không chạy. Mình nhớ là phải hiểu thế giới này. Còn bây giờ mình tiếp nhận cái thiền tông này mình chỉ biết tiếp nhận thôi. Nếu mà trường hợp mà cái tâm mà nó yếu hơn cái thiền tông thì nó chạy mình hết. Còn nếu mà không có yếu hơn thì còn lâu năm rồi, vì trong đẳng cấp mà. Giống như ở thế gian mà một người lính đi đánh giặc, bên kia nó ba bốn người sao phải chạy. Đúng. Bên kia mà nó một đại đội, bên đây một tiểu đội đánh cũng vừa đó. Mình hiểu cái thế giới như vậy. Không phải là mình theo cái này mà nó phải gì theo cái này đó, nó rất cái còn nó rất kỹ cái vấn đề mà mình phải hiểu á, chứ mình tạo công đức như thế nào thì bên đây nó phải dưới cơ mình nó có chạy ra, còn nước không nó khó lắm, khó thoát ra nó phải hiểu thế giới thực tế này. Còn bây giờ nói ra là bây giờ thì tại sao bây giờ cái hồi xưa đó tụng nói về tụng mấy cái bài kinh mà của mấy ông tổ á, mấy bài kệ ông tổ dòng con sợ, bây giờ nó nâng cấp lên cái bài mà an chỉ Phật mà nhận lên tới Phật thì đọc đi học trò giờ nào nhập đi đem cái này nó tụng bài bữa ông trẻ tôi gọi là kêu bằng là Như Lai rồi Như Lai thần hiểu mà. Cái này nó thật Như Lai thần hiểu hồi xưa là tổ trưởng thôi chứ không phải ông đâu thật bây giờ để ý đi. Nhưng mà muốn xóa cái này nó phải có cái công thức của nó, chứ không phải Như Lai thần hiểu ra mà làm cái chạy đâu.
nghe cô muốn trong mình cô mà bất cứ có gì không biết, nhưng mà cô lấy cái bài mà An Diệu Phật mà cô tự cô đọc nghe, chứ mà người khác cũng đọc được, đọc và cảm thấy mà cô thích mà nó an vui, cứ mở cứ nghe hoài, cứ cho cô qua cứ chạy chứ đừng nói với chồng thì mới chưa vừa là gì, sư hồn trưởng anh hồn chúa nó chạy luôn. Cái gì đó là gì? Phật thì 10 giờ năm kia có 9 để tập Bồ Tát tôn mà. Thì cái đấy là rất là trước mặt để mà trị cái dòng. Nhưng mà mang danh là An Diệu Phật, cái sự thật này là trước mặt trị dòng. Nó thì khỏi cần tố trong đạo đó. Chứ khỏi cần đi ông thầy vua thì phép giống như con gì đó. Cô kêu mà. Mà sao lại cứ vô đây cái gì em vô đây tự nhiên làm tự cho nó hết vậy mà mấy ông không dám. Khi đó là khi mà những cấp yếu chỉ rồi mấy cái trường nhỏ chạy hết rồi, trường học chuyên thiên là trường lớn chạy đấy. Đó là tùy theo con ai ai dựa mình phải hiểu thế giới này nó là vậy. Có nghĩa là thế giới này, bởi vì mình phải hiểu cái ông Phật cũng vậy, rất trọng nghĩa là kinh cái nhất của nhiều người. Nó kinh là nó phải cô nhiều không, nó đâu có sợ, còn nếu kể qua nó đâu có sợ, nó không thể nắm cô được. Giống như thế giới điện, bao nhiêu người dịch còn chết, chứ còn năm ba môn dịch chẳng giảm để gì. Nó phải dịch bao nhiêu môn dịch mình chết thì thần nó mới không dám nắm. Chứ còn nếu mà thần nó sẽ lỗi nó 10, chứ là cô hồn chính nó cũng đi theo bạn thầy. Mình sống ở đây là hoàn toàn bị lê thuộc vào cô hồn, mà không dám nói cái này. Cái thế giới này tâm linh là cái gì? Tâm linh là tập cái rằng các tôn giáo lập ra nói tất cả đều là hiển linh hết, không ai tôn giáo nào không hiển linh hết. Mà giờ tiền tông nó chỉ đâu đó, tôi không nói ra thì tôi gọi là nói tôi chết luôn. Hiển linh là ai? Mình hiểu thế giới này đó là cái thứ nhất. Thầy cho cái lực, nếu mà cô phía dưới vậy, tăng lực lên. Rồi còn ở thứ hai là cũng câu hỏi mà cái yếu chỉ nói là trước kia triển khai tụng đứng trước bàn thờ của quyền tất tổ, triển khai khuyên của quyền tất tổ nên tìm cái pháp môn mà giải thoát, tìm cách nào đó để tu để trở về Phật giới. Thì hiện tại giờ chỉ có cảm giác như vậy đó, nhưng ngồi tại đây chỉ có cảm giác vậy, không biết phải là của quyền của chỉ là đến để mà chia sẻ với thầy mà hiểu biết về chuyện đó cho tao cũng dễ hay không ạ? Thấy chuyện gì nữa? Thầy cũng giới thiệu cổ tiến sĩ Tan Thị Mỹ Ngọc cho mấy nhỏ đó. Bây giờ đó mình nên nhớ nè, thế giới này là thế giới nhân quả. Ông bà cha mẹ em đời sanh mình ra, ông có được con không có nghiệp vui mà nhiều động đi, ông đi qua chỗ khác, ông trả nợ nữa. Thiếu mẹ mình, làm mẹ mình bao nhiêu, làm vợ bao nhiêu, đi qua cho khác tiếp nối theo luật nhân quả. Ông Phật còn không đổ được gia đình thì thôi bây giờ những cái có nghĩa là con có cái lòng vậy thì rất tốt, nhưng mà thế giới vật lý không làm được. Ông Phật không, ai vào đây bị mắc cái nghiệp. Bây giờ tại làm sao hai vợ chồng nó ăn ở con lành tự nhiên gây lộn bị chăn được cho cái nghiệp nó hết rồi nó đi. Còn bây giờ đó thì phải hiểu cái này. Khi mà ông bà cha mẹ mình á mà khi mất trở thành làm loài ngạ quỷ, có ba con đường để chọn chứ không phải là hai con đường. Nhưng mà tôi chỉ nói thứ nhất, dịch vào đây vừa mất sự kiêu tới giờ mất để đi nữa, đi luân hồi tiếp, vào luân hồi tiếp để đi làm vợ làm chồng con cái được đi, đó là cái. Còn không chịu thì đi ra làm cô hồn để làm sao đó dành cho sao đó. Còn thứ ba không chịu nữa đi ra mồ ở rồi chừng nào con cái nó bồn nhậu vô ngửi cái chạy ra nó không ở nhà đâu. Vì thế mà nó có, nhưng mà dù muốn không nó cũng phải có 3 ngày tử tế. Biết cô 3 ngày tử tế ông bà mày là gì không? Tại đây là biết 3 ngày tử tế. Con cháu trong nhà 3 ngày tử tế, 1 năm có 3 ngày tử tế. 30 rước ông vô, cho ông ăn. Nghèo quà, ông khổ, ông đời bả tiếp. Thế gian nó là vậy, con cháu người ta cắt cái nhà to, cho ông nở. Mà chỉ đã nở có 1 năm có 3 ngày thôi.
được rồi. Đó là ví dụ cái gì thì mình nó đúng rồi, mình có cái lòng với ông bà cha mẹ đọc đây những cái, bởi vì nó quen cái thế giới vật lý rồi, hầu hướng được cầu nguyện thì nó có đúng. Ông Phật mình suy nghĩ ông Phật la hầu la là con ổng mà không ngộ tiền được mà làm sao con ổng quái lý lượng thôi là sao ngộ tiền chàng con ruộng của đất mà đi về Hoàng Thúc thì về nguyên cái triều đình là đậu con Hoàng Thúc thôi cũng vẫn sức tỉnh thanh còn nhiều ông già già con không đủ được thì mình thôi mình giờ mình hiểu cái này mình lo thì giờ mình hiểu mình sống là cái thực tế nào ông bà mình có tổ tiên mình có nhà thì mình cứ đốt đèn đốt nhang gì thì cũng được ha, mình muốn giấy gì giấy nhưng mà hiểu rồi nhưng mà mình cũng nói các bạn có chịu không cứ quy định nhân quả không ông nào chịu ông Phật còn không xóa được cái này thì mình làm sao mình xóa được. Dạ, thì con muốn chỉnh lại cái ý chút xíu là thầy nói tóm tắt thôi. Dạ, ý là khi mà con đứng trước mặt thờ thì con có nói là tổ tiên của con là nên tu tập để đầu thai trở thành người, tìm đến pháp môn thanh tịnh thiền để tu trở về thượng giới. Và nếu mà muốn như vậy thì hãy tỏ cái dấu hiệu gì đấy để cho con biết. Thì ý của con là đây có phải là cái dấu hiệu mà tổ tiên báo cho biết không? Con đây là chỉ là suy luận chi lâu suy thôi. Tức là cái dấu hiệu đấy đã được chú nói ra bằng cách là ăn vị Phật, tức là đọc cái ăn vị Phật. Thì cái này không phải là một dấu hiệu lần tiên mà ngày hôm nay chú nói, mà con đã được bạn Hiền ngồi trên xe tuần trước, bạn ấy tự nhiên nói con đến vấn đề ăn vị Phật và bạn ấy bảo là thầy có trao một cái giải thưởng cho những người nào mà ngâm về ăn vị Phật á, thì tự nhiên con nói con cũng ngồi trên xe con có ngâm một cái thơ để bạn Hiền như mọi người con nói con là hãy đọc thành công cái ăn vị Phật đấy. Thì thực ra câu trả lời của chú vừa mới nhắc đến ăn vị Phật thì đã cho con câu trả lời đấy là cái dấu hiệu và biểu hiện qua hai người đó là thành công thiền gia Hiền và chú nữa. Cho nên con cảm ơn chú là cái câu trả lời chú đã cho con cái câu trả lời cái ý trả lời chú ăn vị Phật đã dẫn đến câu trả lời con. Tuy nhiên con có một cái câu hỏi khác liên quan đến la hầu la mà chú vừa mới nhắc đến. Và theo con biết thì là Đức Phật đã dạy cho la hầu la ba điều, mà cái điều đầu tiên năm la hầu la lên 7 tuổi là Đức Phật khi mà la hầu la bưng một cái thau nước đến cho Đức Phật rửa chân thì Đức Phật dạy la hầu la về chữ nói dối. Con nghĩ rằng là đến và đến năm 20 tuổi, con không nhớ chính xác lắm, nhưng đến năm 20 tuổi thì Đức Phật đã dạy cho la hầu la là về kiến thức về giải pháp và la hầu la cũng nhìn lĩnh hội được. Tức là theo những cái gì con biết đó, là nó không nên từ đâu thì là la hầu la cũng đã biết học được cái chữ giác ngộ. Do đó con phản biện lại ý kiến của chú rằng là theo con thì la hầu la không biết bây giờ là như thế nào, nhưng mà với những cái con biết thì la hầu la đã được Đức Phật dạy về công thức giải pháp. Cái câu chị nói này là không phải là câu hỏi gì, cái gì đúng đúng là phản biện lại cái ý là câu hỏi đúng là phản biện lại cái ý. Wow, giờ cái ý chị cũng muốn hỏi cái gì không muốn hỏi chú là khẳng định lại một lần nữa là la hầu la có phải được Đức Phật dạy và năm 20 tuổi thì đã biết được cái đã có kiến thức sâu rộng về giải pháp. Ở đây ý chị hỏi là Đức Phật á, ngày xưa Đức Phật á, dạy cho la hầu la lúc 9 tuổi là dạy về cái vấn đề nói dối. 7 tuổi. Thứ hai là đến lúc mà la hầu la được khoảng 20 tuổi á, thì Đức Phật có dạy kiến thức cho la hầu la về cái môn giải thoát, có dạy về giải thoát. Ý chị hỏi là có phải như vậy không? Đúng rồi, con khẳng định lại. Có phải nhờ chú khẳng định là có phải như vậy không? La hầu la là một trong 33 vị tổ, chứ không phải là
nhưng mà lao ra tại còn khi còn Đức Phật đó ổng là lý luận còn chết nha, lý luận không có giải thoát được, nhưng mà về sau vị trí là đi theo dòng thiền tông, vì thế mà trong khoa mới mấy vị tổ ông Phật có nói ông nào tên gì là lao là đi theo mấy ông tổ, sau đó ông tạo công đức ông đi về, mà chứ không phải tại chỗ đó đâu. Rồi còn cái câu gì nữa, ý gì nữa? Có vậy thôi, ý cái ý chị là muốn cày khẳng định đúng rồi, đúng rồi, đấy là kiến thức bình thường mà mình biết được là năm 20 tuổi thì Đức Phật dạy cho La Hầu La thiền định, và La Hầu La đã học được kiến thức giải thoát từ Đức Phật, tức là trở thành vị Bồ Tát. Nhưng mà tuy nhiên như chú vừa trả lời rất là rõ ràng là đến là một trong 33 vị tổ thì ông ấy được học sau đấy ông mới tạo đức thì ông mới là trở nên toàn năng toàn giác, có nghĩa là những kiến thức gì mà mình biết trước về La Hầu La là 20 tuổi đã trở thành một vị toàn giác là không đúng sự thật. Có cái gì nào hỏi gì đó mà con đạo có người hỏi như thế này, một chung ấm thân mà đã vượt cửa hải Diệu Vương đã trở về được Phật giới, đã an tâm một kim thân Phật rồi, như vậy một cái vị kim thân Phật đó có thể tiếp tục tạo con nước được hay không, và nếu được thì tạo bằng cách nào? Thì đã nói trong cái quyển chính là một kim thân Phật về trong đó, nếu mà thật con thì chỉ là trong cái tam giới này thôi, hoặc là trong cái đất tùy thôi, còn nếu mà Phật mà huynh đó thì đã làm nó được quyền đi trong một tiểu thiên thế giới là 1000 cái tam giới, nó tùy theo cái mức độ. Tất cả tại sao các vị Phật là khi mà đã thành Phật được quyền, vì thế mà ông Thiện Tạo có nói thầy nguyện chúng sanh không vô biên thành Phật hết, là mấy ông này là không phải ông Địa Tạng đâu, mà cái ông Phật này là ông đi tìm trong cái tam giới này, trong tam thiên này thiên giới ông độ đâu để cho thành Phật. Ví dụ về Phật kia bên đó rất lớn chứ không phải nhỏ đâu, chứ không phải giống như mình ở đây không thấy ra độ có nhiều đây đâu. Còn một vị Phật kia đã mang thân Phật ta tới di chuyển trong một tiểu thiên trung thiên đại thiên thế giới, muốn di chuyển đâu thì người ta mới độ được, mà đi chuyển không phải giống như mình ở đây đi chậm chậm không có đâu, quay kia trong một giây là tới cái trung thiên nào đó, muốn đi đâu thì cái lưng của nó vậy, vì cái cấu tạo bằng cái điện từ dương, bây giờ mình thấy cái đạo cái cấu tạo bằng điện từ âm dương mà nó còn nhanh cũng chứ, bây giờ ai để ý ở đây mình alo quý vị nói nghe điện nó trong vòng tôi không tới đâu mà 1/10 giây, còn cái tốc độ mà đi bằng điện từ quang rất nhanh, vì thế mà ta đi từ tiểu thiên này tới đại thiên kia thì rất mà thì cái cũng trở lại nghề về cô Ngọc anh nói đúng, mình có cái lòng vậy thì cũng tốt, nhưng mà nên nhớ rằng cái chỉ là cái lòng thôi, còn cái kết quả như thế nào cũng được. Là như thế là vì cái thế giới này cái nghiệp ai cũng lo, vì thế mình thấy là tất cả những người này mà nghe được mình thấy rất hay đó, nhưng mà đem nói người khác không chịu đâu, cái lực ta âm bóng ta chịu nổi, mình thấy hiểu thế giới này nó lại không chịu nổi, vì thế mà tại sao Đức Phật mấy ngàn người mất nó chỉ có chút xíu mà ra bỏ đi hết, còn ở lại kêu chữ, mà trong khi đệ tử ông xác nhận là Đức Phật ra đời chỉ tánh Phật của mỗi người chứ không phải không ai cũng nghe hết, không ai mà nếu không chịu nghe thì đi tìm tánh gì, đâu có tánh Phật nổi được đó, thì mình sẽ bởi vì cái đạo Phật truyền thông này được chỉ có chứng minh bằng khoa học từ người ta mới nghe. Nếu còn nếu không mà mấy ông mà cái chuyên môn tụt lại không phương mình chịu thua mấy ông đó rồi giờ mình được hỏi tiếp câu cái gì nào hỏi gì nữa hỏi về cái người được đi ăn thịt Phật, hỏi về cái ăn thịt Phật, chú cho con hỏi về cái ăn thịt Phật là con bây giờ không biết là phải làm gì rồi, nhưng mà con cũng lo không được nghe được chính chú, cho nên con hỏi lại là tụi con có nên là đọc các cái ăn vị Phật thu âm lại rồi phát trên YouTube không ạ?
anh chị này chỉ hỏi là chỉ có nên thu âm lại cái bài An Thị Phật rồi để phát lên YouTube thôi không ạ? Bây giờ tôi nói đúng là tôi đang nhờ tất cả những người thu, mọi người nào thu hay nhất tôi tưởng cho mấy triệu để cho tôi phát lên trên mạng. Nhưng mà giờ tối bữa nay thì tôi thấy hiện nay cả tháo rồi chưa thấy hồi âm hết. Thầy chúng con nói không mắc. Thế thì con đọc qua An Thị Phật nhưng mà con đọc theo học mắc thì có tiện không ạ? Tại vì con có thấy là bạn thể bảo là nhái thì đọc nhiều ạ. Sẽ là đọc của mình Nam. Chị là chỉ hỏi thì chứ cái bài An Thị Phật đó chỉ là người miền Bắc chỉ đọc không có dùng miền Bắc được hay không, là cái chỉ đọc theo dùng miền Nam tốt chứ, tức là có chỉ dùng miền Bắc thì phát cho người miền Bắc nghe, miền Nam phát cho người miền Nam nghe, đâu đó miền Trung phát cho miền Trung nghe. Dạ ông hỏi tiếp về lễ nghi. Dạ đây là câu hỏi về lễ nghi thì sau nối tiếp với lại câu hỏi chưa trên. Thông thường thì là cùng con trong giao tiếp đó, thì về kỹ năng giao tiếp chào hỏi ấy, thì một là mình chào bằng ngôn ngữ, tức là cô chú bác chị. Nhưng bây giờ nhiều khi cũng ngôn ngữ cũng bất đồng, ví dụ như ở nước ngoài thì theo thói quen đó, nhiều khi kể cả Phật tử thôi gặp nhau chắc tay chào. Thì cái việc đối với thiền tông, Phật tử thiền tông có nên chắc tay chào bất cứ người nào trên đường mình gặp hay không, mà nếu mà không kể là chị hỏi là Phật tử thiền tông có nên mỗi lần mà gặp nhau có nên chắp tay để mà chào nhau hay không? Không cần bỏ cái thế giới nghiệp lý, sẽ bỏ hết. Mình chỉ sống một cách bình thường, trường nào mà người nào gọi là hiểu á thì mình nói rõ ra nghe thôi, chứ đừng có chơi, đừng có hình thức quá giống như bên nhật lý sao như đạo Phật chúng ta không được. Cái thiền tông hoàn toàn nó là ẩn mà, nó không cho luôn chứ chết nghe. Vô chùa thì được, vô chùa ở đây, vô đây là ai biết vô đây biết thiền tông, nhưng mà bây giờ Phật nó cái khác, không có lộ vẻ bất cứ cái gì hết. Như vậy là nhân tiện hôm nay là cái dịp Tết ạ, chuẩn bị Tết đón Tết thì con có một số các câu hỏi. Trước đây con có viết một cái cuốn sách mang tên là Cận Cảnh Văn Hóa Việt Nam, thì con là người phụ trách về cái ẩm thực ở trong cuốn sách đấy, xuất bản năm 2010. Thì con cho rằng tất cả các lễ nghi chỉ là cái tín ngưỡng của người Việt Nam, nó không phải là cái sự thật. Tuy nhiên thì qua nghiên cứu thì cho đến giờ này thì con đã phải trả giá cho cái sai lầm đó. Thế thì đối với Phật tử thiền tông, một số các lễ nghi sau đây vào dịp xuân năm mới như chú vừa nói 3 ngày đó, thì ngày 23 chả qua rồi, con rất sung sướng, chả được uống gì cả, cùng con cháu và phụ ăn uống trái cây như vậy. Nhưng sắp tới là ngày 30, ngày mốt là ngày mai là ngày 30, con sẽ phải là cái người mà đúng ra nấu nướng theo như tất cả mọi lần đó, thì con phải về mà nấu nướng làm tất cả những cái nghi lễ cho cái thờ cúng ông bà đó, ông bà về ở nhà con bỏ rồi, bởi vì con làm chẳng ai làm cả. Nhưng mà đối với gia đình chồng của con, ngày mai về hôm nay, thì nếu như con làm, con là chị cả thế thì liệu con vẫn làm đồ ăn thức uống tặng với bàn thờ và đồ chay, nhưng mà con sẽ phải làm thế nào? Thì chú có xin chú cầu chị giúp con cũng như giúp mọi người trong cái việc ngày 30 tới đây là lễ giao thừa cũng như là cái buổi lễ tân niên không? Đấy, chị hỏi là đối với một Phật tử tu theo thiền tông trong cái dịp lễ Tết này đó, chỉ ở vai đấy chỉ là một người chị cả, mà nếu đối với bên gia đình chồng á, chị phải nấu nướng mà để mà cúng theo cái lễ nghi mà cái người hiện tại bây giờ đó, cái đời sống bây giờ đó, như vậy thì chị phải làm như thế nào để cho nó đúng vậy? Thiền tông hồi xưa đó mình tu mình không hiểu đó, mình cúng
bây giờ mình cũng hiểu, mình cũng cúng, nhưng mà mình không, mình chỉ chọn là cái bữa giá ấy. Còn bây giờ ví dụ cô là ví dụ chủ gia đình là thì khác, mà nếu mà phó gia đình là khác, phải nương theo các ông chủ gia đình. Thì cũng thì bài đó ông muốn cúng gì ông muốn gái gì ông gái, nhưng mà thiền tông nếu mà một gia đình mà thương thiền tông trang trí và thờ cho đẹp, cho vậy thôi, không có cuốn cái gì hết, mà chỉ trang trí bánh trái chân lên đàng hoàng, không cuốn muốn sốt gian thì đâu hoàn toàn được không hết. Tại vì mình nên nhớ một điều, thế giới này ông Phật nói sao, mình ở đây mình cúng Phật chứ thì còn ông quà, nếu ông quà mình cúng mà ý mình muốn nói sao, ông là tôi là cô hồn mà. Nên nhớ là nếu mà trường hợp mà mình bị nhãn xong thì là làm sao đây? Bây giờ bởi vì căn cứ theo đạo Thiên Chúa là đúng đúng, vì Thiên Chúa nó hai nơi, một là sống lên thiên đàng, hai xuống địa ngục, rồi ông bà không cúng gì thế mà Thiên Chúa không cúng. Thấy không? Người ta tin rằng một lên thiên đàng mà ở đâu, hai là bà xuống địa ngục rồi, thì nó cúng gì nữa, mình phải bắt. Còn như mình đang trí, đang trí thôi, cho trí đóng trái để cho các bạn tới thì nhìn thấy thôi, tôi hoàn toàn không sao. Nếu mình là chủ gia đình, còn cái phó gia đình thì thôi ông chủ muốn làm gì thì làm theo đấy. Để trong ví dụ cô ông chồng ông không chịu thì cô mới chịu chứ nói sao giờ. Nếu mà cô là chủ gia đình là cả, thì nói đúng là tiền công ra đời thì nó là chuẩn quá lại chứ không có gì hết. Cái gì cũng có hết chứ phải không, nhưng mà điều này nếu chắc chắn ông bà mình ở ngoài mã thì mời ông vô, còn khi chắc chắn ông lên nước Cực Lạc còn mời ông sao xuống được. Giống như gia đình mình có người đi nước ngoài rồi, giờ con ta mình sẽ nấu ăn ăn nước ngoài chứ là cái này mình phải nói cho rõ vậy mà mình phải không ra ngoài thấy không, căn cứ vào đạo Chúa nó đúng. Bởi vì đa số tại sao tạo Thiên Chúa ta kêu là phước thiện thì nhiều, cái đó là cái công thức đi lên rồi đó. Mình lúc nào cũng mơ tưởng Chúa rước lên thiên đàng ở thì đúng rồi, trong đạo đạo Phật đó cũng có chỉ tiếng thiên đàng không thể có đâu, nhưng mà muốn lên thiên đàng phải có cái công thức đi. Còn cái về mà tôn giáo chỉ là phương tiện thôi, thì nhắc nhở mình thôi, tôn giáo là để nhắc nhở. Nếu mà tôn giáo nào mà ép đặt không luôn, bây giờ hỏi cho người vậy, bây giờ tôi nói chỉ nghĩ là ví dụ bây giờ người ta bảo về đi Trung Quốc ha, 10 triệu bây giờ tôi hỏi từ lại ra đó, tôi có đi cố gắng tôi làm đi bỏ 10 triệu ra công ty nước tôi đi bỏ còn lại, nhưng mà mình lại thì nó sai mà nhìn mà có thể nói về là vâng tôi lớn tuổi rồi tôi dẫn tôi đi từ từ thì đi là được. Chứ không phải bây giờ con thiếu một đồng của nó có cho 10 triệu thôi, sẽ đúng 10 triệu chứ thiếu đồng nó đâu có đâu. Thì cái thế giới này cũng vậy, nếu ông bà mình chắc chắn là rồi ma quỷ ra mà quỷ mà không chịu được luân hồn, mà không chịu làm cô hồn, ông bà mình làm cô hồn không vô được, tại vì cái là cái luật mà. Thì chỉ có nước bà ở ngoài mã mời vô được đây. Phải hiểu, mình phải hiểu cái đạo Phật nó rất rõ, mà có học ra ngoài chứ không phải có mơ hồ. Dạ, con hỏi tiếp về cái con hỏi về cái câu mời ạ. Chú vừa nói là nếu mà mình biết chắc vào thì ngoài mã chứ mời mô, nhưng mà có điều đó phải mình mời ở ra gia đình mình ăn ở được đúng không ạ? Mời ai? Thì chị nói là giống như hồi nãy chú có nói về mấy con bà mình bà mã mình mời cô, là coi như là có chỉ nói là có thể vừa cho tâm cho gia đình mình chút phải không, anh biết thiếu mình chỉ mời có được không? Bây giờ nói đúng ra đó, nếu mà mình trang hoàng, nếu ông bà mẹ mình mã thì là dùng đây cái lệ người ta thì dùng khói cần mời cũng nhận được, nhưng mà một điều là mình có biết chắc không? Còn mình mời thì nó thì ta nó sai là cái truyền tâm. Cái truyền tâm là chỉ sáu nẻo luân hồi. Mình phải hiểu luân đạo luân hồi, hiểu này ra đây không phải là gia đình mình nghèo có ai đảo bà mã ở đâu không có luân đạo luân hồi. Thì nếu mà gia đình mình đảo bà mình kiến thức ai gì đạo Phật thì lên trở rồi em cứ thức làm cái gì có cho mày làm sao vô đi được. Mà thế giới bị đi vào cái bộ hoàng đạo qua nó khác xa lắm, là cho tới đây mà lên đó đầu thai rồi đẻ là thành tiên rồi mà xuống đi được hưởng hết nghiệp tiên của xuống.
ở đâu cũng vậy. Thế nên gọi mình phải hiểu học cái này về quy luật nhân quả luân hồi, đây có quy chuyển luôn, không không cách nào mà dừng được hết. Muốn dừng thì nó có chỗ dừng, giống như mình đi mà đánh xe có chỗ đánh xe nhậu vào đó mới đánh được, chứ mà xe ta đứng chạy mình dừng được rồi cũng chết đó. Đâu hỏi tiếp hơn đi. Trước đây con theo một phương pháp dưỡng sinh đó, thì khi mà cúng đồ dù là ai cũng không biết, nhưng mà cái người mà hướng dẫn viên dưỡng sinh thì của cái phương pháp đấy sẽ không ăn những cái thực phẩm cúng đó vì nó sẽ mất đi năng lượng. Thì bây giờ thì ví dụ nhà con cúng mà con không ăn đó, thì trước đây là mọi người nhìn con người phương pháp thì lạ không? Thế bây giờ con hỏi chú là người khác cúng mời con ăn thì có cần ăn không? Có lên ra không ạ? Thế ý chị hỏi đó, trước đó chị theo cái phương pháp mà dưỡng sinh gì đó là chị cúng khi người khác cúng nhưng mà chị không có ăn, nhưng hiện tại bây giờ đó, nếu mà cái gì cúng, cúng là người khác cúng đó. Nếu mà trong gia đình có người khác cúng á, người ta mời mình ăn, mời chị ăn á, thì chị có ví dụ bố mẹ mình kêu mình là ăn trái cây cúng trên mặt từ đầu tiên á, bố mẹ mình cúng rồi khi mình ăn đi mình ăn là có chuyện á, cái gì cũng nên ăn. Ý chị hỏi là bây giờ ví dụ trong gia đình mà những người khác cúng á, bây giờ mà chị có nên ăn hay không? Chứ ông bình thường ăn rồi, nhưng mà cái thuộc đấy tôi nói rồi, phải hâm lại, nên nhớ là chị cây phải hâm lại. Đây con chỉ nói vậy này, nó hơn ngủ thì cho tôi hâm lại. Dạ trái cây chứ mà trái cây, nếu mà trái cây không trái cây thì lộ ra đừng ăn, mà trái cây cái vỏ ra người ta ăn, trái cây là ta ăn bằng mùi. Còn tất cả những cái gì nên nhớ là một cái để ý nè, ví dụ mà cô cúng mà tới cái giai đoạn thứ ba nó cái thức ăn nó là không hiểu nổi đâu. Cái người bình thường mà để một tiếng không sao cả, mà khi mà cúng qua ba giai đoạn trong phân bố vị trí đó, nhớ thằng rừng ngạo quỷ hay gì đó, cái người á nó là khủng khiếp lắm. Tới cái loại đó người dường như âm vừa đã hiểu là âm, thành nó bốc mùi hương rất nhanh, đó là rất bao chung phải. Vì thế mà cái chỗ âm dương này nè, khoa học có chứng minh được một cái điều đó. Tại làm sao mà người ta chế cái bông duy tự ra, nó lấy cái gì thế? Nó lấy cái hạt cát nóng, cái hạt cát nóng có nghĩa là thành duy tự. Còn nó có một nguyên tử mà còn bằng đá gọi là bông nguyên tử, nhìn thật ra nó lại bằng đá lắm, trong thế giới này nó có mấy cái nó chế. Còn tất cả những gì mình chế đây là gì, nó chế bằng luôn bằng chất chất hết, nó ra ra chứ không có gì khác nữa. Còn thế giới như vật lý ở thế giới của hồ thu nhận, thế giới của mình vô hình cũng chạy ra cái dạng này. Cái gì mà thân ăn á, giống như cái người ở thế gian mà người giàu cái cung cách ta ăn khác, cái người nghèo ăn cung cách khác khác, ta tin đây nó hiểu cái thế giới này. Thành ra người đó mời ăn thì nhớ chịu khó học lại chung, thấy tại tôi ăn ngủ cũng được, mình né vậy thôi thì học lại. Nếu ăn ấy thì học lại chung, còn cái cây lột ra thì né đi chịu, cái cây chưa ấy thì lột được không, nó không bóc được cái trong, nó chỉ bóc cái mùi ngoài thôi. Cái này là cái bây giờ đừng có nói chi, bởi vì ngành y học nó cũng vậy, nó làm ở cái dạng này thôi. Tôi nên nhớ rằng tất cả những người mà bệnh rề nó thì cô bị áp lực quá, nó vô nó bị cho đóng tự nhiên cô hết, chứ có gì đâu mà lâu lâu mà nó biến chuyển cái lý thôi. Đó thì cố gắng thì trong đó thì như tôi đã nói rõ đó là thì cái muốn ăn phải ăn lại nha. Từ còn nếu mà khi tới người ta xong rồi thì phải làm cho nhà mình hiểu rồi thì làm cho nó rõ ràng.
niệm Phật đã thành Phật lâu rồi rồi. Và bây giờ nếu niệm Phật có biết ở trong tam giới này có một người mà đã từ vô lượng kiếp trước là người thân của mình, bây giờ quay đầu muốn tìm con đường đi đó, vậy cái niệm Phật đó phải giúp cái người mà thân nhiều kiếp trước của mình bằng cách nào, và cái niệm Phật cổ niệm Phật lâu rồi đó có nếu mà giúp được thì có thêm công đức hay không? Tất cả trường hợp mà về tôi nói bởi vì mình giả ở đây mà nhiều người nghe Thích Ca vậy có công đức. Còn nếu mà trường hợp giáo pháp ông qua rồi thì nó đi qua thế hệ khác, thì ông phải đi qua cái thế giới khác chứ không còn ở thế giới thì được. Giáo pháp Thích Ca nó mất rồi thì ông qua thế giới khác rồi coi người ta phát nguyện cái gì. Bởi vì khi mà mình phát nguyện là cái gì, phát nguyện mà dương thì phát nguyện từ cái điện từ qua của vị Phật nó mới phát được. Còn nếu mà phát nguyện mà điện từ dương của cái đất của tam giới thì nó phát bằng điện từ dương thì Phật không phát được cái này, mà là do những vị Bồ Tát phát được. Một vị Phật mà phát nguyện mình mà phát nguyện gọi là giải thoát thì nó phát nguyện bằng cái điện từ quang thì ông Phật không nhìn thấy được, thì tự nhiên là đâu bất cứ ông nào trong cái trời ông này thì tự nhiên nó khiến mình khiến cho chúng ta đi gặp cái này. Nhưng mà đây phát cái gì phát nhưng mà thì đâu phải là lời công bố ra. Còn nếu mà trước đó không vào nguyên tắc ra trước khi mà thì đâu ra đời là tất cả những gì hiện tượng kia mới ông thắng lại mình không biết vì thế. Và tại sao trước khi mà thiền tông chưa ra đời đã đạo ra rất nhiều, nhưng mà tôi bảo đã từ khi thiền tông ra đời thì bắt đầu đạo cũng không còn nhiều nữa đâu. Nó là chuẩn là vì thế giới này hiện giờ đó, thế giới này hiện bây giờ cái thế hệ này nó qua rồi chứ đâu thế hệ sau nó sẽ bắt được thế giới này không này. Bởi vì con nít bây giờ nó không có ngu như con nít ngày xưa nữa đâu. Chứ đạo giờ có cái điện thoại để gọi cho đạo nó bắt được mà nó hiểu được nó nhanh. Mà hơn nữa vô trong trường bây giờ bởi vì tại làm sao nếu mà khi vô trường bắt đầu mà về giới thiệu giao học nó không biết nếu cái này mà cập lên giao học thì tất cả vì sao nó xóa người tính nào. Mà cái chương trình trường nó nhiều nó có cái chuyện này cho nhân vật thì nó chưa đâu, nó sẽ cập về cái điều này. Thành ra nhiều cái sâu xa tôi nói, bởi vì tôi nói là đưa lên pháp lên mạng không tốt, nó chưa tới ngày giờ. Thế tới từ từ nó tuần tự, nó đi ra cái thiền tông nó đi tuần tự, chứ không phải muốn đi ra đi. Còn bây giờ, trở những gì hỏi là tôi phải trả lời thôi, chứ một sự thật mà đi vào trong cái chiều trong chưa nói đâu. Cũng vì thế mà nãy lại hỏi gì giáo lý, giáo kinh, giáo lực, giáo phạm gì, nó nào ở trong cái đó. Giờ người không phải chứ. Cái vị mà bà con ví dụ mà một vị bà con đã thành Phật rồi mà chỉ là công đức lúc chỉ là bà con thôi, ví dụ thì cái vị Phật đó nếu mà gặp cái Pháp Môn Thiền Tông đang ra đời đây mà cái vị bà con đó thấy biết mà có một người trong tâm giới này đang có nguyện muốn tu giả đó thì vị bà con đó có thể tiếp tục để mà giúp cái người đó để tạo công đức tiếp tục hay không? Đúng ra đó tất cả những người mà hiền tâm nó ra đời không phải ai muốn giúp đâu. Ví dụ bây giờ ông A ở đây phát là tôi muốn về một giới thì trong cái sạch hàng hà sơ số chúng ta thấy nó nhìn thấy được cái ông này đó ai dẫn vô theo tôi phải làm ơn đi kiếm, còn không thấy thì cũng phải bàn giao lại ông là đang ở đâu á. Bây giờ ở đây Nam Chi Bồ Đề này này có người ở đó ông dẫn vô á, dẫn làm ơn đó ta phát nguyện rồi đó, thì đương nhiên là ta nhìn ta lỡ thì nhìn thấy, có nghĩa là người nào dẫn vô người đó phải dẫn ra. Vì thế mà đâu cũng biết hồi xưa tất cả một vị Phật người ta mới hiểu chứ còn mình còn đâu không hiểu đâu. Ví dụ bây giờ ở cái tam giới kia nhưng mà nó có nhiều người họ nó phát nguyện cái này nhưng mà là của người nào ta biết ta mới báo cho đâu Phật đó đâu bây giờ đâu có phát nguyện người đâu kẻ về đâu đó mình phải hiểu. Mình không phải muốn vô vậy dẫn vô bao nhiêu người ta biết, dẫn ra bao nhiêu người ta biết, nhiệm vụ mình là vì thế. Và tất cả những cái mà
khi mà con bố vị kiến là kêu Phật đến đất đông để gì, để tắt tim. Bây giờ đâu, bây giờ là bây giờ hiện mình là con bố vị kiến cho mấy cái loại khác đâu còn bố được, nó khác rồi, nó khác bởi vì cứ cũng sợ đâu mấy nhà làm sao nó mới làm rồi cứ ví dụ nó vừa mà bây giờ thì đâu qua nó không có quá, không quá tồn tại 100 năm, nếu tính thời gian của thế giới này 100 năm có nghĩa gì vậy, như một cái nháy mắt thôi. Thành ra tất cả người nào về nhờ vô không phần nào dẫn vô thì họ không dẫn về à, thì có nghĩa là ông kia cũng chỉ kiếm đi giúp dùm thì thôi, thì thật người nào phải do gì đấy, vì thế mà nên nhớ nào. Không nhiên ra tại sao họ không thiện vô để họ không dẫn ông ca về, thì nó có cái ân quá ân nghĩa gì ta rồi thì ông phải vô, thì ông kia đâu phải dẫn về, chứ ông ca mà ông ta ổng hiểu rồi đó, ổng làm sao ông lên làm sao ổng về, cũng phải có gì cái dẫn ra, chứ vì ổng thích ca ổng toàn năng nội dẫn hoàn toàn không hiểu cái trung tâm thực hành trung hồn của phải chịu dương chỗ nào chứ đừng có nói cái bên ngoài đó nhìn thấy bên kia nó nhìn chạy vào vô nó mới hiểu, mà nên đó là một gì một chánh thống cũng của thời đại của mình ở đây gọi là ăn theo tìm đường đi về thôi, về bỏ trình tùy theo lớn nhỏ là cho ấy làm cái một thật một thế hệ chỉ một con Phật còn cho bỏ phần thứ hai thôi rồi nói đi. Chiếu cho con học. Theo con biết thì những gì cho đến giờ này con hiểu là tu thiền tông là không tu thiền ấy, có nghĩa là buông thường thôi, rất những chuyện là mặt. Thì theo con biết một trong những chuyện đấy là những chuyện mà mình tranh luận, tranh cãi này cái nọ. Quan điểm của con từ trước giờ cho đến giờ này thế. Là mình đưa một cái sự việc gì lên mà để cho vì cái sự việc đấy mình đưa lên mà người ta cãi nhau, chửi nhau, mắng nhau, miệt thị mà sát nhau, con cho là không nên. Vậy có một số các vị thiền gia, Phật tử của chúng ta đưa những cái thông tin về thiền tông ở các diễn đàn lên để cho chúng vào đó có lên ý dòng là có những người ủng hộ, có những người phản đối mà thậm chí là chỉ ước vậy, con cho nó đều không nên. Đứng về quan điểm chú giải thích về điều này thế nào? Ở đây chỉ nói là có một số Phật gia thiền tông thiền gia đưa lên mạng những cái dạng diễn đàn mà trong thời gian qua thì có những cái vấn đề mà một số người ta đồng tình nhưng mà không một số người ta cũng không đồng tình, như vậy là những cái việc đó nó có nên không đồng tình nhưng mà người ta gây ra những làn sóng cãi nhau, chửi nhau, miệt thị mà sát nhau từ cái chỗ đó mà gây ra những cái làn sóng mà bây giờ tranh cãi với nhau xúc phạm với nhau, như vậy thì theo chú cái việc đó thì như thế nào? Có nên tức là ý chỉ là những Phật gia, những thiền gia đó có nên đưa lên mạng những cái vấn đề mà nó gây ra những cái tranh cãi gì không? Nó đúng thế giới nhật lý này là hết hoàn cảnh này chưa phổ biến đâu, còn cái chuyện mà thành công hay không là không có khác. Bây giờ nếu mà mình đưa lên mà người ta hiểu được mình có công đức rồi, còn ta cãi chỉ của người ta thế giới nghĩ chuyện rồi cứ đưa lên đó không đưa cái rồi, còn cái chuyện cãi là thế giới nghĩ chuyện đó người ta phải chạy còn lên nữa, còn nếu mình không đưa thì ai biết, cứ đưa thì đâu có sao. Có nghĩa là không phải công đức mình một người đó, bây giờ mình cũng suy nghĩ là ta bảo được bảo là cái công đức vô lượng là bao nhiêu, một người hiểu chỉ có bằng một cái hộp cát mà vô lượng bằng một đống cát, mình suy nghĩ thì không mình tạo được cái gì thì hay cái đấy, còn cái chuyện thế gian này trong đâu có thế
cái quy luật đi làm từ thiện mà họ cần còn bị chửi chứ đừng có đó chứ không có chuyện đâu này đừng có lo chuyện đó có nghĩa là ở trong cái những môn truyền thông trên kính thì giờ ông vô đây học và hành bỏ cái tu đi học cho biết là làm ai là phải làm đúng bây giờ muốn đổ người ta còn làm thêm cho biết được như sao cứ làm đừng có lo cũng chuyện ai chửi ai mắng thì chạy mặt tình là không sao nhưng mà tôi biết rằng nếu tôi có càng nhiều công đức mà xấu tôi ông thần không quản lý được là tôi về đó rồi vậy bởi vì cái nguyên tắc ông thần mà thấy một người nào có công đức nhiều bọn tôi cũng sợ nhưng bọn chúc mừng là chứ không phải là bọn chúc mừng cho mình về đó thì có lo thế giới nghịch lý này nó vậy còn ví dụ còn nói dù cãi được phải không là đề tài quan niệm của thế giới nghịch chắc không ai bằng là kêu bằng là mười người trăm người mười lý mà không ai giống ai không tài như thế nhưng mà cố gắng tạo ra công đức trong sáng cương ở đây cãi gì cãi rồi tôi về tôi yêu luôn tôi về đừng có lo nha đừng có lo con cảm ơn chú sở dĩ con có câu hỏi như vậy bởi vì là gần đây thì con có gần đây con có thấy rất là nhiều người là nói về là thượng tọa Thích Nhật Từ có chửi chú cũng như là chửi các diễn đàn thực tế là con chưa bao giờ đọc vào những cái thông tin chửi đấy con bấm vào cái link nhưng mà không nghe ông nói gì cả ông chỉ nói thoáng qua tí thôi con thực sự chưa đọc mà vừa rồi thì bạn thiệp bạn có chuyển cho con một cái link là về diễn đàn vừa rồi á thì có nói là có rất là nhiều link đấy mà con thì là có một cái người bạn cũng là tiến sĩ như con cùng học chung nhưng mà em học xong thôi thì là lại rất là thân với hòa thượng Thích Nhật Từ mà lại đang Thích Nhật Từ mà lại đang dạy về tiếng Anh của ở nơi đấy nữa cho nên là chú nói câu này hôm nay con sẽ đưa trên trang Facebook để cho tiến sĩ Trần Quang Minh có thể nhận được cái này và nếu mà tiến sĩ Trần Quang Minh nhận được là Thích Nhật Từ sẽ nhận được ngay luôn ngay và luôn tại vì là cái quan hệ đối với cái chùa Giác Ngộ và sở dĩ là con không dám chia sẻ cái gì cả bởi thứ nhất là con là giảng viên có rất là nhiều các em sinh viên thêm đấy nữa là mình đưa những thông tin mà người ta cứ dùng cái thông tin đấy để người ta trao đổi miệt thị nhau đó, thì con nghĩ là nhà giáo không nên nhưng mà tuy nhiên đấy là phương tiện ai làm người ấy chịu thì vừa rồi chú đã giải tỏa cho con cái đó thì con thứ chú con định hồi nãy con tự mình chia sẻ luôn cái đường link nó lên bởi vì con nghĩ rằng là ông Thích Nhật Từ con gọi ông là Thích Nhật Từ thôi chứ không gọi tiến sĩ bởi vì ông cũng là tiến sĩ như con thôi tiến sĩ do khoa học cấp do học vị mà ông hôm nay ông đi ông dùng cái chữ tiến sĩ thượng tọa Thích Nhật Từ là con thấy là ông là đời không ra đời mà cũng là cái đạo không ra đạo bởi vì đã đạo thì không có tiến sĩ gì hết mà tiến sĩ thì phải là tiến sĩ như là Đại Trang Vĩnh Ngọc chứ không thể nào mà là tiến sĩ Phật gia Đại Trang Vĩnh Ngọc được bởi vì tự nhiên là mình là lại trao phong cho mình một cái tiến sĩ trước cái một cái pháp danh là thiền Phật gia như thế con thấy là nó rất là buồn cười nó lố bịch và nó không hề mang một cái tính gọi là khoa học hay là học vị gì cả mà các tiến sĩ và đặc biệt là tiến sĩ khoa học nữa thì lại hơn ai hết lại càng không được để những cái chuyện mà mang cái tiến sĩ là một cái khoa học mà lại gắn vào cái một cái gọi là niềm tin tức là về tâm linh bởi vì làm như vậy giống như lừa người ta tôi nhờ có tiến sĩ cho nên mọi người phải nghe tôi đó mà lại tiến sĩ lại thích đủ thứ nữa con cho rằng là có vấn đề mà thực sự ra thì hôm nay con rất là băn khoăn là tại sao mà tụi con là những người là tiến sĩ là do các trường đại học của thế giới cấp bằng mà tụi con thì đi tìm bỏ luôn cả những cái chức danh chức vị con nói ví dụ như vừa rồi là tập đoàn Đông Hưng là cố vấn thì con có được một cái thu nhập là 100 triệu đồng một tháng nhưng con sẵn sàng là không là tiến sĩ để con chỉ đi chia sẻ những cái gì mà con có một số tiền nhỏ vừa rồi một trường cũng hứa với con là hào trưởng khoa là cấp là 15 triệu tháng nhưng cuối cùng thì cũng chỉ hơn 10 triệu con cũng chẳng nói năng gì cả nhưng mà cái câu quan trọng nhất là con muốn là cái lời của Đức Phật
Trần Nhân Tông, đó là có một công việc để làm cho tốt, và có làm cho tốt thì mới đạt được đỉnh cao sự nghiệp. Con muốn tất cả các em sinh viên thế hệ trẻ Việt Nam phải biết được cái điều đấy. Thì chính vì vậy con chấp nhận là dù con không được cái thủ lao như họ mong muốn, con vẫn hoan hỉ làm và làm hết sức mình. Và trước khi con rời trường này đi đến một trường khác nhận nhiệm vụ, con vẫn nói một câu là hãy làm tốt nhất cái việc mình phải làm đó. Và nếu như ai theo đạo gì thì người đó ở một cái đấng tối cao của đạo đấy sẽ chỉ lối cho họ làm. Tuy nhiên thì con rũ bỏ cái tiến sĩ đi để mà chỉ nhận một khoản lao rất là nhỏ bé. Nhưng mà có những vị mà lại mang tiến sĩ, tức là trước khi mà đi học á, để đạt được tiến sĩ thì chỉ là một đại đức thôi, nhưng mà sau về đại đức rồi thì lại gắn vào, khi mà có thực tọa thì gắn vào tiến sĩ. Con rất là ngưỡng mộ những vị tiến sĩ đấy, bởi vì người ta có học thuật. Như tụi con là học rất khổ, mới 5-7 năm mới đạt được cái tiến sĩ. Nhưng mà tuy nhiên thì là họ để cái học vị mà trước cái pháp danh là thượng tọa, con cho đấy là một điều rất là ba lá bát sàng. Là bởi vì là bản thân họ không ý thức được họ đang làm một cái con đường là quay trở về chính mình theo tâm linh, có nghĩa là mình đã phải trả bỏ, xúc bỏ những cái sân si của 16 cái tính người để mà thanh tịnh, để thanh tịnh, để trở về với cái bản chất của con người mình. Mà con hơn ai hết thì con hiểu luôn là thượng tọa Thích Nhật Từ là một cái người mà đã đạt được một cái chức vụ là còn nhỏ hơn hòa thượng thôi đó, nên theo vì con biết là người khác như vậy. Nhưng mà không hiểu sao ông lại theo như tụi con là một cái người, chỉ là một người đời thường thôi, đi học để lấy tiến sĩ rồi gắn trước cái pháp danh là thượng tọa Thích Nhật Từ. Thì con cho rằng là ông cần phải suy nghĩ lại về cái điều này, và nên hơn ai hết nếu ông muốn mà hoằng pháp thành công thì ông phải bỏ cái tiến sĩ đi. Bởi vì có một lý do gì là phải gắn cái chữ là tiến sĩ ở trước cái nick của con, và ai mà bây giờ gọi con là tiến sĩ như chú nói là tiến sĩ đại trang bị học, ok đấy là đời thường, bởi vì con đi lại. Nhưng mà thượng tọa đã từ bỏ hết và đã đang sống nhờ phước đức của chúng sinh mới có miếng ăn. Thế mà thượng tọa lấy tiền của chúng sinh để đi học về, vừa học qua đời lại gắn vào cái con cho là cái lạm dụng, nó lạm dụng. Con không nghĩ là lừa đảo, nhưng mà con nghĩ rằng là thượng tọa Thích Nhật Từ nên đi học lại một cái khóa tâm linh bắt đầu từ AC để hiểu cái thế nào là thanh tịnh. Và con cũng thực sự là cũng chưa không nghe, cũng cố gắng để tìm hiểu những cái mà nói của của một số các vị mà đại đức thượng tọa hòa thượng thì con thấy hiếm. Nhưng mà thực sự con thấy là người ta đi chùa là thông thường họ nói rằng là họ khổ đau quá họ đi tìm đường đi lối thoát. Nhưng mà con nghĩ đấy thì là rõ ràng như vừa rồi MC Quỳnh Linh chia sẻ ở chùa Giác Ngộ thì đúng là có nghĩa là Thiền Tông mà bây giờ mà Quỳnh Linh mà nắm được cái bộ 12 cuốn sách của chú Quy Nhân, có lẽ Quỳnh Linh cũng sẽ hiểu thế nào là đạo Phật chân chính. Bởi vì vừa rồi Quỳnh Linh cũng bị dẫn dắt đến và đạo diện của chùa Giác Ngộ để mà nói lên những cái tâm huyết như vậy. Có nhiều anh chàng này là có kiểu gì đi chăng nữa anh ta vẫn không có bị đó. Và dù là anh cuộc đời của anh ta rất là đau khổ, nhưng mà anh ta vẫn cứ nói thẳng rằng là anh ta có duyên với đạo Phật. Nhưng mà đây không phải là thời điểm. Nhưng mà cái vị hòa thượng con không nhớ chính xác, nhưng có thể là đại đức của cái chùa Giác Ngộ đấy, hôm đó là MC, thì nói rằng là 12 năm nữa kể từ thời điểm ông nói này thì MC Quyền Linh sẽ quy y. Thì con nghĩ đấy là ông ấy đã thay mặt luôn cho cái giống như là toàn ăn toàn giác, cũng coi như là như chúng nó một thế hệ thì chỉ có một người thôi, nhưng mà ông ấy tự cho mình là một cái toàn ăn toàn giác để có thể phán xét ra rằng là 12 năm nữa thì Quyền Linh sẽ là trở thành sẽ quy y Phật pháp. Đấy là cái điểm thứ hai.
Còn cái điểm thứ ba nữa là con thấy là không phải nó là một phong trào. Bản thân trong lớp con có rất nhiều các cái những người đi tu tập, bỏ từ bỏ tất cả cuộc đời mình để đi tu tập, nhưng mà họ đã đi học tiến sĩ quản trị kinh doanh. Con chẳng hiểu, như tụi con đó là dân làm ăn, dân kinh tế, tụi con học tiến sĩ quản trị kinh doanh, tiến sĩ quản lý doanh nghiệp là chuyện bình thường. Con điều hành một doanh nghiệp, con đi học bình thường. Tại sao các vị đại đức chư tăng của các chùa, đặc biệt là chùa Kim Giang, nô nức gọi là đoàn đoàn lớp lớp sang các nước để học cử nhân về về quản trị kinh doanh? Con rất là ngạc nhiên. Thậm chí là có những người bạn học chung với con nói luôn là đưa cho anh bạn học sau lớp con một cái chìa khóa của chiếc xe rất là đẹp, nói rằng là mày đi đi, ông đó là ông cạo đầu, mày đi đi, và cái theo kiểu tao đi mày lấy gì mày đi, không tao cứ Phật tử cứ cho cái ba chiếc xe rồi và điều ơi đó. Và tại sao hồi đấy bạn này vẫn hỏi là cái người mà tức đang trụ trì một cái này, một cái chùa mà bây giờ thì bạn ấy muốn tức là cái người chùa muốn qua truyền thông, con hỏi luôn là cái chùa đấy là chùa của ai? Một vị trụ trì bây giờ không phải là trụ trì có một chùa mà nhiều khi cái hai chùa, ba chùa, mà thậm chí là chùa xa không muốn mà muốn chùa gần, tức là chùa ở trung tâm, chùa có nhiều phương tiện chứ không phải là theo kiểu mà chùa mà đi tu để mà dùng hoàn pháp tạo công đức trở về thế giới. Thế thì con nghĩ rằng là đã đến lúc là mình cũng phải nói thẳng, nói thật luôn là chùa, các chùa là chùa kinh doanh, chùa lấy tiền của bát thánh, và lấy tiền đấy thì cũng họ cũng đi giúp rất là nhiều người để cứu, tức là cứu khổ cứu nạn. Thì con thấy cho rằng cái việc đi giúp đấy cũng tốt thôi, nhưng mà con nghĩ rằng là cái việc mà nói đến cái chuyện đi giúp mà phải sử dụng tới mấy chiếc xe, con nghĩ không lẽ họ tu mù đến mức độ mà coi như là mang tất cả đi cúng cho các nhà chùa mà biết thầy có ba chiếc xe rồi mà vẫn cúng, để mà những cái chiếc xe rất là sang trọng như vậy, và nhà chùa thầy tu đại đức mà là chọc đầu mà áo vàng luôn mà lại coi như là đi xe hơi, thậm chí luôn là coi như thấy ba người vào trong cái mặc áo nâu và trong siêu thị có mắt được kiệm là chiếc chơi luôn là cả cái cá lụa luôn. Con rất là ngạc nhiên. Vậy và thậm chí luôn có một lần con được mời được một cái hòa một đại đức thôi mời đi dùng một bữa ăn ở nước ngoài. Con khi mà ăn xong thế là con tức là con rút tiền ra con trả, nhưng mà nó không thể may mắn hay là phải nói là rất là sức sợ khi mà vị đại đức đấy không cho con trả tiền mà ông ấy rút trong túi ra, thì con hết hồn thì ông rất là nhiều tiền đó để trả cái tiền bữa ăn rất là mắc ở nước ngoài như vậy. Con rất là ngạc nhiên tại sao là nơi mà ăn chơi thì là các cái vị mà đại đức thượng tọa mặc áo cà sa màu vàng, hôm đó ông đi với con là mặc áo màu không phải màu vàng đâu đó, nhưng mà cạo đầu. Lúc đấy thì con chưa có hiểu gì về thiền, không biết gì về thiền tông cả, thì con cho rằng là nếu như mình được có một cái bữa có một thỉnh cha tăng thì con cũng rất là hoàn thiện, bởi vì giúp được gì cho người tu. Nhưng mà khi mà con nhìn thấy là rút tiền ra, con nói tôi là mặc dù là chủ doanh nghiệp, tôi cũng đi qua đây bằng tiền của tôi đi du học, nhưng mà rõ ràng tôi thì thua luôn mấy cái chùa luôn bởi vì quá lòng đó. Vậy và rất nhiều các cái chùa chiền nữa là để dùng công đức. Có thực sự tới giờ này là trước đây con dẫn một tức là cái chủ doanh nghiệp về du lịch thì con dẫn rất là nhiều các tour đi đến các cái chùa rất nổi tiếng ở các nước, con chưa giờ vào thắp nhang hay là vào để cúng lại gì cả. Người ta luôn hỏi con là tại sao cô Ngọc dẫn người đến đây mà cái chùa nổi tiếng thêm cô rất là linh thiêng mà cô lại không có gì cả. Con bảo là không hiểu, tại mình làm ra được cho nên mình đâu có cần phải làm như thế đâu. Nhưng mà rõ ràng rằng là con thấy là ở đâu cũng để thùng công đức, để rất là nhiều để chứ công đức luôn. Và cuối cùng thì qua cái cọ sát tiếp xúc của con thấy ra rằng là những cái băng video ở trên mạng luôn đưa từng cái bao thư đưa tiền và các thầy
hoan hỉ cầm cái số tiền đấy của chúng sinh cúng dường, con thích nhục lắm. Tại vì là thực sự ra nếu như các thầy mà tức là mình nhục thay trong cái giới tu hành, thì khi đã tu hành là mình buông bỏ, mà tại sao vẫn có thể được? Con nói thẳng luôn là dù là thầy tu nhưng mà tuổi trẻ có, tại sao không làm để có nối thân mà lại phải lấy tiền của những bà cụ, của những người rất là nghèo, nhưng mà người ta đến chùa vì là người ta không có niềm tin, con cho rằng đó là niềm tin mù quáng, cho nên là bao mấy chục năm nay rồi nhưng mà con vẫn không có đi theo cái đạo nào cả, vẫn cũng chẳng có luôn. Mà con lại đi chăng nữa, con đã ngồi dưới trời mưa theo như một cái nhà tâm linh học bảo rằng là 108 lạy thì con cũng đã lạy chữ đầu chữ điều luôn, là cái sức luôn cả cái da chân da đầu, thậm chí ngồi ngoài mưa cũng chẳng thể có linh thiêng gì cả. Và nó cho rằng là đấy là một cái điều mù quáng, thì tại sao lại lợi dụng bằng nhiều cái hình thức, cái lòng tin, cái tín ngưỡng người ta đến với mình thì cái nỗi đau khổ đấy đã tan thì giải tỏa cho người ta, thì mình lại cuối cùng lừa chúng sinh và cuối cùng là thu tiền. Có thấy không, một cái phương pháp nữa mà cũng đứng sau là cũng có nhà nước bảo trợ luôn, một cái phương pháp nữa mà bán sách giá trên trời luôn. Phật tử ta đến ta đã là đi là hết nẻo rồi, và khi mà đến đấy là coi như học khóa học tâm linh, như là đóng ít ra phải trên cả chục triệu đồng để mới học được cái tâm linh vậy, thì rõ ràng cuối cùng là sao, nếu mà theo tâm linh mà phải có rất là nhiều tiền. Vậy kể cả đạo Phật mà như các pháp môn mà con đã biết rằng là qua nó thì con có một cái sơ bộ kết luận từ trước giờ con không dám nói, tại vì sao? Đó chính là nếu như cái pháp môn của mình mà gây ra những cái sự mà thị phi, tranh luận, nhục mạ, mạt sát nhau thì con cho rằng đó là mình không nên, bởi vì mình sẽ tạo ra cái nghiệp xấu cho mình là cái trung điểm để mà là cái phương tiện để cho người ta nói xấu nhau. Nhưng cái câu trả lời của chú vừa rồi với cái câu hỏi của con thì con nghĩ rằng ngày hôm nay con chính thức phát ngôn là con cho rằng là các chùa Phật lý, đa số chùa Phật lý là đang lừa dân chúng để mà sử dụng cái tiền của dân chúng và làm những công việc mà những cái vị tu sĩ đấy cho rằng đó là có lợi ích cho họ, có nghĩa cho họ thôi, tức là họ mang, khi chúng sinh mang tiền đến thì họ mang cái tiền đó đi từ thiện. Nhưng mà nếu không có tiền chúng sinh, liệu các đại đức, các chư tăng có thể đi khắp nơi trên thế giới mà ăn uống sang trọng, rồi là vào những cái nơi mà sang trọng để cho chúng sinh họ phải cung phụng hay không? Con cảm thấy từ trước giờ con rất bức xúc, nhưng mà con chưa hề có cái cơ hội nào để con nói ra điều đấy, bởi vì con nghĩ rằng mọi phát ngôn của con sẽ nó sẽ gây ra những cái làn sóng chống đối và đồng tình, như vậy là hôm nay. Nhưng mà hôm nay rõ ràng là đạo Phật Thiền Tông với cái cuốn sách mà con cho là đấy nó chính là sách trắng, chính là đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước và sự thật nơi trái đất này, đã đến lúc sự thật cần phải được lên tiếng, cần phải được chia sẻ cho cộng đồng biết để người ta không phải tu lầm tu mù nữa. Có nhiều người nói rằng ở ngay khu nhà con ở thôi, người ta nói rằng là khi mà con nói gì mà ông Mana Bắc Mê Hồn là cái gì, con là tiến sĩ còn chả biết ông Mana Bắc Mê Hồn nó là cái gì nữa, mà không hiểu sao người ta nói là hiểu cái ông Mana Bắc Mê Hồn nó là cái gì luôn nữa. Thì con nghĩ rằng là một cái người mà cho rằng là người ta thấy đủ thứ, nhưng mà bản thân người ta phải trốn tránh xã hội đen là vì là con cái mà thiếu nợ, thì cái mà người ta phát ngôn ra với cái sự hiểu biết của ta đấy là sự đối ngược với nhau đó. Thế thì tại sao những nhà khoa học, những người hiểu rõ về cái Phật pháp lại không dám lên tiếng, và tại sao các tiến sĩ lại đóng bóng tên tuổi của mình bằng đạo Phật đó? Liệu như con á, ai tổ chức lớp mời con đến dạy, con đến dạy, con không cần đi chúc sinh, tại sao vậy? Cái thương hiệu của mình nó đã tự tạo cho mình, người ta mời mình đến, mình đâu cần phải đến. Vậy tại sao các vị thượng tọa đại đức hòa thượng phải gần
chức tiến sĩ trước cái pháp danh của mình. Như vậy thì đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chứng tỏ ra đây là tôi là thực vật nhưng tôi là tiến sĩ, tôi là khoa học. Không, con cho rằng đã đến lúc chúng ta phải nói rằng là khoa học bây giờ không cần phải nghiên cứu khoa học nữa. Tại sao vậy? Bởi vì qua thực tế chứng minh tất cả những nghiên cứu mà đã công bố về đạo Phật cho rằng đạo Phật đã đi trước khoa học từ hàng ngàn năm nay, thì đã đến lúc rằng là với những nghiên cứu đấy thì bây giờ là chúng ta cần kết luận Đức Phật nói là Đức Phật là đại, là một cái vị toàn năng toàn giác, và đạo Phật đã chứng minh những điều ông nói thì bây giờ công nhận đi, mắc mớ thì nghiên cứu đó. Tại sao lại phải nghiên cứu rồi cuối cùng lại kết luận à đạo Phật là đúng, mà những cái lời của Đức Phật như cái cuốn con nói ví dụ như cuốn Giáo Lý mà không được cho ra đời, con cho là đấy là sai lầm của nhà nước Việt Nam, à, của cái hệ thống xuất bản Việt Nam. Bởi vì sao? Thế qua cái đó con mới biết rằng là một vị tiến sĩ trường đại học Nông Lâm sau khi xem cái phim Người Giữ Lửa của VTV đã gọi điện thoại đến con. Người này trước đây không biết con rất là nhiều, nhưng mà anh ta xem cái phim đấy và anh ta nói là chị bây giờ khác lắm, rất là khác. Con đó, thật sự con rất là khác. Bởi vì sao? Hồi xưa mời con được đi lại tiền phải trên hết, đó là đời thật. Nhưng mà bây giờ khi con biết thiền tông, tiền quan trọng nhưng khi nó có ích, chứ không phải là con có tiền con mới làm việc đấy. Điều đó có nghĩa rằng là thay vì tiến sĩ đời thường rũ bỏ để đến với một cái chân lý đi giúp đời những kiến thức mà mình đã tích góp trong mấy chục năm làm người để giúp cho lớp trẻ nhận diện ra bản tính thanh tịnh của mình, không nói lỗi, không xu nịnh, không xuyên tạc, không vu khống, hãy làm tốt công việc của mình để đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, thì các thượng tọa, các cái đại đức đã biến cái đạo Phật tâm linh trở thành là cái đời thực ngoài thường, tiến sĩ dùng tiến sĩ để đi mua danh, để đi mồi chài khi mọi người đến để nghe giảng và ra đây là tiến sĩ. Con thấy cái điều đấy một lần nữa con nghĩ rằng là đã đến lúc các thượng tọa, các đại đức, các hòa thượng nếu vào bỏ chức tiến sĩ đi, bỏ thạc sĩ đi, chúng tôi coi nó chẳng là cái đinh dưới đất, thì chẳng lý gì những vị tâm linh được mệnh danh là những người đứng đầu của một phương pháp nào đó là đi lấy cái chúng tôi vứt vào sổ rác để mà dẫn lên. Chưa nói đến đó là cái nghiên cứu, chỉ nghiên cứu khoa học đấy được công nhận là tiến sĩ đấy có thực sự nó là một điểm mới hay không, hay cũng chỉ là copy sao chép. Bởi vì hiện nay không bao nhiêu người mà là đạt được cái tiến sĩ mà là do công trình của mình đâu. Kể như ở nước ngoài khi mà bảo vệ xong một lượng án tiến sĩ khoa học, người ta không bao giờ gọi người ta là tiến sĩ, không bao giờ chúc mừng là tiến sĩ cả, chỉ chúc mừng đã hoàn thành cái trình bày cái luận án đấy, cái công trình nghiên cứu đấy. Nhưng mà còn phải dùng máy để thăm dò xem nó đạt cách hay không, dùng là xem là kiểm chứng xem là công trình này là có phải công trình ăn cắp không, rồi phải dùng phải xem xét phản biện của các nhà khoa học khác nữa vân vân, rồi còn phải xét duyệt nhiều thứ nữa. Nhưng ở Việt Nam mình sao? Xong ba hội đồng coi như là tiến sĩ đó. Và cái điều mà kể cả hội đồng nữa, con cho rằng là nhà nước Việt Nam mình cũng đã đến lúc là cần phải nói không với tiêu cực, chứ đừng có hô hào nữa. Bởi vì có quá nhiều luận án tiến sĩ không xài được vứt vào sổ rác. Tại sao một cái luận văn thạc sĩ thôi mà người ta vẫn có thể trở thành một cái công trình là ứng dụng thực tiễn? Còn bao nhiêu tiến sĩ của Việt Nam, bao kể cả thế giới cũng có nhiều tiến sĩ như vậy nữa, mà thạc sĩ thì không nói làm gì rồi. Tất cả những công trình sau khi đã bảo vệ xong thì vứt vào sổ rác, không hề sử dụng được. Vậy thì thạc sĩ đó, tiến sĩ đó để làm cái gì? Tiến sĩ gì, thạc sĩ gì rồi cuối cùng bày đàn lũ lũ với mức lương bao nhiêu? Mấy triệu đồng bạc thôi. Tiến sĩ thật sự người ta làm bằng năng lực của người ta, thì doanh nghiệp cần người ta xử lý vấn đề. Nó ví dụ như là cái chi phí của marketing một năm, nhưng mà đã lừa doanh nghiệp chuyển cái một năm đấy trở thành 5 năm sau, thì cái người tiến sĩ về kinh tế phải phát hiện ra cái điều đấy, thì doanh nghiệp nó mới sử dụng, nó mới chặn vọng và người ta mới trả lương cao. Đấy mà là tiến sĩ thật sự, đó mà là tiến sĩ giúp ích cho đời.
Còn các tiến sĩ khác sử dụng bây giờ 30 tiến sĩ, rất nhiều tiến sĩ ở Việt Nam mức lương chỉ là 10 triệu hơn 10 triệu thôi. Mình phải xem lại cái bằng tiến sĩ của mình nó có giá trị thật sự hay không. Đã như vậy mà nếu mà thượng tọa Đại Đức Hòa Thượng mà lại còn dùng cái đó nó để sử dụng như vậy để mà trở thành tiến sĩ nữa thì cái đấy nó còn đừng cười hơn bao giờ hết, bởi vì lừa hết cái kiếp này sang kiếp khác. Con nghĩ rằng là nhà nước Việt Nam, các cái hội đồng nghiên cứu khoa học phải xem xét lại, kể cả những người hội đồng có xứng đáng của hội đồng để phong những cái chức danh, những cái học vị như vậy không nữa. Còn một cái điều nữa, cái điều này con nghĩ rằng là cuối cùng con cũng phải nhắn nhủ luôn là bản thân của con nghiên cứu về đạo Phật thì con duyên cũng từ năm là 2000. Nhưng mà khi mà con tiếp nhận đến cuốn này, con mới phát hiện trong nhà con có cuốn vị tổ, 33 vị tổ. Và cái người viết cuốn đấy chính là Hòa Thượng Thích Minh Từ. Mặc dù con biết ông bây giờ đang nằm bán thân tư tọa, nhưng con hiểu Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh và Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã biết được đến Thiền Tông từ rất lâu. Nhưng hai ông không thể nào nói ra sự thật mà cuối cùng viết ra những cuốn sách như vậy. Bây giờ nằm một chỗ cũng là một cái gì nó đau đớn lắm rồi. Nhưng những cái điều mà của Hòa Thượng Thích Thanh Từ mà viết ra như vậy mà bây giờ bị những cái người cũng theo đạo Phật lại quay trở lại phản. Ông ấy có tội một thời gian hoặc là ông ấy không dám nói ra sự thật, bây giờ ông đã đang phải trả giá cho cái việc đấy rồi ngay từ đời này. Nhưng khi mà ông lâm vào tình cảnh như vậy, ông vẫn dám viết ra sự thật về một cái thiền tông gọi là sách trắng, một cái pháp môn thứ 6 của Đức Phật mà bao nhiêu người đã phải là tẩy chay cái đấy, vì nó không mưu cầu là người ta tìm đến tâm linh để người ta sung sướng. Nhưng mà phải hiểu một cái điều đơn giản là như này, sung sướng không phải tự ở trên trời rớt xuống, mà phải trải qua cái sự cống hiến, cái sự mà phải là gọi là phải lao lộ tìm tòi và trao cho cộng đồng mới gọi là cho là nhận. Mình không cho mà mình muốn nhận, cái điều đấy nó rất là phi lý. Đó. Cho nên là con nghĩ rằng là con đánh giá cao Hòa Thượng Thích Thanh Từ và Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, bởi lẽ các ông có những kiến thức rất là uyên thâm về Phật pháp, và dù là ông đã theo cái pháp môn là thiền tông trước đây đó, tức là cái thiền tông mà gọi là thiền định quán tưởng mà con cũng đã đưa rất là nhiều đoàn đến các thiền định trúc lâm để mà nghiên cứu về cái đấy, nhưng bản thân con không tu bởi vì con thấy nó khổ quá. Vì tu mà phải khổ ải như vậy thì làm sao còn thời gian đâu để mà phải làm cái chuyện mà mình đã có này. Thế cho nên là cái con đường mà Đức Phật dạy pháp môn thứ 6 là con đường bình thường mà con người phải tiến đến, có nghĩa là lao động, làm việc, học tập để đạt được thành tựu của cuộc đời mình. Vậy thì rõ ràng rằng là mình muốn được người khác kính trọng mình muốn được nổi tiếng, kể nào các vị muốn nổi tiếng cũng được đi, bởi vì 16 tiếng cười trong đó có tính mà là sân mà tham mà, thì muốn nổi tiếng được nhưng phải tạo cái giá trị của bản thân, chứ không phải là dùng cái học vị để mà đánh bóng tên tuổi, mà đánh bóng luôn cả pháp danh nữa, thì con cho đấy là một cái điều cực kỳ và nguy hiểm. Nếu như Hội Phật giáo Việt Nam mà vẫn để cho họ với những cái pháp danh Thượng tọa Đại Đức Hòa Thượng gắn một cái gọi là học vị ở trước cái đấy, thì con cho rằng Hội Phật giáo Việt Nam cũng phải cần phải xem xét lại những người đang đứng đầu cái Hội Phật giáo Việt Nam đấy, bởi vì nó rất là phi lý. Con chưa thấy đạo Thiên Chúa nào mà người ta gắn tiến sĩ trước ông linh mục hết á, mà con chỉ thấy ở Phật giáo ở Việt Nam, chỉ ở Việt Nam thôi, nó rất là ngôi hàng đó. Do đó mà Hội Phật giáo Việt Nam cũng cần phải học tập cái đạo Thiên Chúa, vì là người ta đã không có đánh bóng tên tuổi, mặc dù là đạo Thiên Chúa thì tất nhiên là cũng không phải là đấy họ là tin của họ, cũng có những vấn đề này vấn đề khác, ai tôn cái gì con không phản đối, kể cả những ông như là ông Thích Minh Từ hay là ông gì đấy, họ tu theo kiểu gì họ cứ việc tu, nhưng đừng có đào mồ nhà người khác lên, đừng có sang đây mà xin dạng đối với tông,
bởi vì con nghĩ rằng là con chẳng bao giờ phải đi nói xấu ông mà được thích thiên từ thì con mới nổi tiếng à. Hoặc là con mới đạt được cái gì đó trong thiền tông thì con cũng mong rằng hòa thượng thích thiên từ hãy cứ thế mà tu theo con đường của ông ta và ông ta sẽ đạt được những gì mà ông ta gieo. Vậy thì ông ta đừng có xin sợ gì chú nguyên nhân. Chú nguyên nhân chưa bao giờ tự xưng tôi là một cái thiền tông gia hay là cái gì cả. Chú nguyên nhân chỉ nói một câu và cho đến giờ này con vẫn gọi là chú và con kính phục chú là bởi vì chú vẫn chỉ nói mọi người là chú chỉ là một người soạn giả, một nhà sưu tầm. Mặc dù con biết rằng là để có một nhà sưu tầm đấy thì không nói là ai cũng biết. Nhưng mà cái khiêm tốn mà chú nguyên nhân có thì hòa thượng thích thượng tọa thích nhân từ cũng nên phải học hỏi. Còn đại đức thích phước tiến nào thì con đấy cho ông nghĩ là ông chỉ mua ông như thế nào thôi, cho nên ông đừng có nói thì đến chú nguyên nhân ở đấy hết á. Bởi vì sao? Bởi vì ông ấy chỉ lên để mà sao nói những cái chuyện này khi ông ấy cười ở trong những cái buổi mà giảng của ông ấy. Con nghĩ rằng là cái đấy ai giảng được đúng không? Không cần phải là thượng tọa, không cần phải là đến hòa thượng, bởi vì đọc sách là người ta đã ghi lại hết rồi. Cớ thì đâu mình phải tụ tập để mà mình giảng. Nhưng mà mình giảng cũng được, tốt thôi, đừng có xin xẻo, đừng có đả kích người này, đừng có nhiếp móc người kia. Cái đấy không có nâng giúp mình nâng lên được, và cái đấy nó chỉ làm mình lùn đi thôi đó. Cho nên là nếu mà các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức còn rất ngưỡng mộ những người đấy, chỉ có một lời khuyên cho các vị rằng là đường ai nấy đi, đừng bao giờ vào nhà người khác hay là ở nhà mình mà nói chuyện nhà người khác về bản thân như vậy. Tôi không biết, không biết đấy là chuyện làm sai. Mong rằng là trong con đường tu đạo của mỗi người thì hãy lấy một cái điểm đó là mục đích của chúng ta là cái gì, chúng ta đi đến đó, đừng có nhìn sang nhà người khác để cuối cùng làm cái nhà mình nó cũng banh banh luôn. Bởi vì sao? Người ta nói là tôi không muốn như vậy, nhưng mà trên thực tế ra là làm người thì phải để đức lại cho con cho cháu. Mà các thượng tọa, các đại đức, các hòa thượng là những vị đức cao trọng vọng, chúng ta cần phải khiêm nhường hơn nữa và đừng có gọi chúng nguyên nhân là cái người này người kia bởi như vậy thì các ông vô hình chung các ông giống như đứa con nít vậy đó, tức là chưa được dạy bảo đến nơi đến chốn cần phải học lại làm người, nó đâm ra nó không hay đó. Mà càng chửi nhiều người ta càng chia sẻ thì các vị không phải có công đâu, mà các vị sẽ cảm thấy là ngày hôm nay thượng tọa là thượng tọa, tiến sĩ là tiến sĩ, hai phạm chủ đấy khác hẳn nhau, một là tâm linh, hai là khoa học. Nếu các vị muốn là tiến sĩ thì hãy quay trở lại hoàn tục tinh, cưới vợ sinh con và đi giảng về Phật học, dù nói ba lát giảng cũng được, nhưng mà người ta không chửi. Còn các vị là đại đức thượng tọa hòa thượng mà lại lấy cái khoa học, cái tiến sĩ làm trước, như vậy thì sau này tôi cho rằng là môn lượng kiếp khó mà đủ lửa. Và thưa chú nguyên nhân, cháu lúc đầu cháu đến đây thì cháu nghe chú cũng có một số cái các cái câu trả lời của một số người nghe trên mạng thì cháu thấy là cháu cũng suy nghĩ là ủa sao chú nguyên nhân mà chú nguyên nhân theo thiền tông rồi mà chú nguyên nhân lại vẫn cứ là tức là có những cái câu mà đả phá về cái mà người ta nói về cái đạo giáo thiền chân tông đó. Nhưng mà sau một thời gian cháu tìm hiểu thì cháu tâm đắc cái câu của chú nói là tôi nói á, nhưng mà các vị phải về và xem, phải suy luận, phải có cái đầu và xem nó là sự thật nó như nào, chứ không phải là các vị tin. Nhưng mà cho đến giờ này thì tại sao cháu lại hỏi chú, và khi mà chú trả lời, bởi vì
tất cả những cái gì mà khoa học chứng minh thì cháu nghĩ rằng là những cái phát ngôn của Đức Phật. Cháu nói Đức Phật thì cháu nói chú chỉ là mượn cái phương tiện sách vở để chú viết ra những lời Phật dạy thôi. Đó. Thì quý vị toàn năng vào các ăn cái từ đấy rồi thì là chân lý. Mà đã là chân lý thì những cái gì không chân lý thì cần phải học hỏi cái chân lý đấy. Biết đâu một ngày gần đây sau khi những cái điều này cho nói, Đức Phật cũng nên mượn bộ sách của tiến sĩ Trần Quang Minh đang dạy tiếng Anh cho Viện Phật giáo Việt Nam đấy ạ. Đọc cái bộ sách đấy, biết đâu Đức Phật và Thượng Tọa Thích Nhật Từ cũng sẽ giác ngộ được như cháu. Thì cháu nghĩ rằng lúc đấy thì cũng chưa phải là một đối với tất cả mọi người, kể cả là Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Đầu xuân năm mới cháu kính chúc chú Nguyễn Nhân dồi dào sức khỏe và cháu mong là chú sẽ còn có cách thức để mà mọi người có thể tiếp nhận được những cái giáo lý của nhà Phật phải được công bố. Có như vậy thì người ta mới hết tu lầm. Cháu cảm ơn chú. Bây giờ thì chú cũng cảm ơn giáo rằng là chú ơi, thì giáo thì cảm thấy giáo lý thì nó thật ra thì trong 6 tháng này rất nhiều người đi tìm giáo lý mà đến nhà chú cũng mấy người có anh Dũng này nó đã quay lại hết. Mà vừa rồi từng rồi ở đây cũng vậy, thì chú có hứa thế này, cái quyển giáo lý này của Phật dạy cũng bị sâu cùng. Giáo lý này muốn công bố ra thì phải có sự đồng ý chính quyền trung ương và giáo hội trung ương. Thì trước khi công bố này ra thì phải có cuộc họp, chắc chắn là cho phép thì mới được, còn không thôi. Nên thì cái đây là nói rõ bằng sự thật từ con người giảng dạy, cứu mình và vô hình. Mà thế giới vật chất này không cách nào mà chịu nổi cái giáo lý này. Thành ra vừa rồi ông Thích đã gặp rồi, chú đến gặp kiếp chú một lần và gửi thơ chú mấy lần đề nghị là phải cho một vài giáo lý. Ông sư ông là Thích Ca thứ ba đấy, thử Thích Ca thứ ba chú có biết không? Tôi nói Thích Ca thứ ba, thứ ba, thứ bốn tôi cũng biết, nhưng mà tôi nói bà thì sư Đức Thảo giao lời tôi. Đức Phật có quyền ký rằng long nữ dạy thế này, là tôi căn cứ vào này thôi. Bà đưa cho tôi ba quyển sách, cái quyển sách rằng tâm đúng không? Thứ nhất là Đức Phật dạy tu thiền tâm và giáo lý và quyền ký ba thứ quyển này. Bà nói là cái này tôi bảo không nói như thế nào, nhưng mà nó có người đưa cho bà giao là tôi phải lo cái chuyện này. Tôi đồng ý. Thì ông kia cũng nói là ông Thích Ca sai xuống làm gì đó, có bằng dũng với bằng lâm luôn này, là chính là chứ không phải mình tùng thôi. Tôi hỏi ông bây giờ thì tôi không biết thì giới thiệu có đi, tôi biết giới thiệu. Còn bà nam nữ mà chưa tu thì có rõ ràng có ba cái quyển sách này. Sao mới cảm thấy tôi theo ông Trần Thanh Long nữa là bốn quyển. Thì tôi muốn nghiên cứu cho tôi nói là tôi nhận, nhưng mà tôi phải nghiên cứu, thế tôi không tin đâu. Tôi thấy đúng của tôi tin. Chứ bây giờ thì thấy tôi hồi nào nhỏ là tôi cũng là gan. Mà tôi thay đổi vụ trưởng Đức Hòa còn sợ tôi không? Ông bắt tôi rồi, ông bắt tôi bây giờ, ông bắt tôi phải không? Ông bắt tôi biên bản đến. Thì nơi đúng ra mà dịch chú cũng có cái tên là chú phải không? Thì lão vụ trưởng hút cũng khá là bài mà lão đâu nhận vô nói chuyện là bao câu cả. Thì mình phải hiểu cái này chuyện gì thế, thì nhà chú vị kiến này chúng tôi to lắm, quyền lắm. Cái này nó phát toàn bộ hết cái giới này chứ nó mới nhỏ. Thành ra nhiều rồi thì tới ngày hôm qua cũng có người lần đòi coi nhau đi. Tôi nó cũng là dễ ở, tôi sẵn sàng cho. Nhưng mà phải là tắt trung ương có giấy giới thiệu, rồi tôi sẽ có một họp báo rõ ràng công bố này ra cho ông nghe, thì ông phải công bố.
mà vẫn phải nhà xuất bản tôn giáo ấy cho công bố rằng là chương phải mà nhà xuất bản thường xuyên đạo nó thành ra nó thực ra cái này nó thật ra cái nếu mà nói về cái bởi vì ông Phật không nói đâu Như Lai dạy muốn Phật và tại làm sao vì sao các môn đồ Như Lai làm sai hết vì thế mà quỳ kiến giáo lý phải ra để chỉnh lại đâu chứ Đức Phật không nói gì mà nhưng mà mình nói thì nói sơ sơ mà nhiều lần chữ mà thì đâu tại cái thế giới vật chất nó vậy ông Phật nói do đây thế giới này và thế giới vật chất không ai thoát được cái vật chất gì đâu thành ra chúng không có nhiệm vụ là phải phổ biến nhưng mà thế giới 2006 bắt đầu phổ biến tới nay là 2019 phải 13 năm rồi đó thì hỏi chứ giờ đó sai giờ thì giờ ai nói gì đó thì nó đúng là chúng ta bơm cháo là phân tích ra cái này cái ngày con đường nói là hoàn toàn không lưu tố nhất chú đi ra đường chú rất sợ những người ta phát hiện chứ phải vừa rồi để liên nghiệp đi xuống việc chú đi hạt đi bắt đầu quán dưỡng ra cho nó nhìn chú nó nhìn thấy rồi sao mà mai là cái quán đúng rồi nó biết rồi sao nếu mà cái người mà xấu cái người xấu rồi sao chúng đâu phải gì dễ chưa cái vụ này nó thiệt mà không nó tại lo đó để tập hiện là rất nhiều việc và tôi không thể nói đâu nhưng mà tôi nói á tôi sẵn sàng khi mà tôi công bố được vị trí rồi tôi sẵn sàng cái chùa để tôi dẹp được không sao không cho thì tôi nghĩ cứ đâu có sao mà tôi nhớ là bây giờ nếu mà trường hợp chùa này không hoạt động thì nó có các hoạt động khác niệm Phật chỉ cắt đầu chứ không phải kiểu phương phương pháp một trường hợp phương thứ hai thì con nhớ cái ngày mà giáo hội nó cấm cho tiền đi thì tôi đâu có tiền nữa đâu cứ tụng mấy ông tự lấy chứ tôi không tiền đó nhưng mà tôi lấy ra thì tôi rút ra khỏi giáo hội là mấy ông không làm gì được tôi Phật cứ rút ra đi thì hoạt động thêm được tiếng ngữ chuyện nào được tiếng ngữ nhà nước cấm rồi thì tôi chuyển qua chuyện khác họ không cấm tôi cứ ra ngoài xã đăng ký đàng hoàng nó vậy mà bao nhiêu người hết chứ không nhưng mà thì thôi bây giờ cái nó đúng là không nhiều khê lắm cái này là nó tiền ra mình cũng không phải buồn ai đâu vì ta sống thế giới vật lý nó vậy vật chất là vậy nên không có cách nào thoát được tôi này bây giờ tôi suy nghĩ từ bắc chí nam ai các chùa tôi bởi vì tại sao trong diễn đàn đó là chưa có ai dạy kiểu giác ngộ chứ đừng nói vậy thôi tôi tìm kiếm từ nam chí bắc từ trong nước ngoài nước chưa có ai dạy giác ngộ vậy thôi tôi giác ngộ chứ đừng nói vậy thôi để thoát là cực kỳ khó bây giờ mình nói là được đài VTV ủng hộ mình nói mình được tự nhiên nó cũng đủ rồi thì còn muốn gì nữa thì sao bây giờ từ từ mình cứ mở ra nhưng mà nên nhớ một điều cái diễn đàn 11 bắt đầu ở ngoài giáo hội bắt buộc phải đi tập nếu phải đào học thiệt rồi đào học thiệt thì phải nghiên cứu cho kỹ đào học thiệt là giác ngộ gì vậy thôi tôi không ngoài cái gì tôi cũng cúng tụng tụng chuyện này từ cái đất này ngũ xuống tập trung năm loài tập trung thần là số 1 người số 2 ngã quỷ số 3 cúng ai thì mình được quỷ cúng rồi cha mẹ mình thì mình được cúng một Phật hoàn toàn là nó ra đó thật kìa một cái tốt tốt bằng một thân thể khác không phải tốt tốt bằng tứ đại không ăn của tứ đại chỉ ăn mùi hơi là tốt tốt của gọi là ngạo quỷ quen thôi còn nếu đi các loài khác ăn theo kiểu người khác bây giờ hỏi đi con thú nói là nó cũng cũng khác ăn khác con người cũng cũng khác ăn khác rồi địa ngục cũng cũng khác ăn khác rồi thực vật cũng cũng khác nó ăn hết thực vật chẳng ăn chứ phải không sao nó không ăn được nó ăn một cái cả thay ra cái miệng là một cái rễ nó ngửa qua thực vật nó ngửa còn mình ăn trên đi xuống còn nó ở dưới ăn lên nó đi ngược lại thì thôi bây giờ thì cũng nói chuyện đây thì nó cũng mỹ mãn thì nếu thu nhiều nếu có thất pháp thì 12:30 trao đổi thêm tiếp rồi nếu sẽ có khi qua Tết thì còn 3 tuần nữa thì chiều bữa 24 tây thì chú dự trù là bữa 14 tây ô 17 tây
thì chú sẽ trả lời trực tiếp rất nhiều người hỏi. Nên phải trả lời để không gọi là rồi còn trả lời lần thứ ba trước hồi đó tháng 2 với tháng 4 năm 17 nay là đầu năm 19. Ồ, để trả lời lần thứ ba về vấn đề đạo Phật này thì báo cho biết, ví dụ Phật cứ hỏi rồi tìm những cái câu hỏi nào hóc môn nhất để cho phá vỡ được cái này. Tôi cũng muốn cái này, nhưng mà từ đó giờ không ai đặt những cái câu hỏi phá được cái này, chưa được như thế. Hiện nay đâu cũng không thích vậy thì cũng cảm ơn. Đây là nó thật, đây là cũng chân thật. Nếu nói về chân lý, những chân lý thì là lý lượng của cái gian, chứ đây là chân thật, sự thật, không phải là chân lý. Chân lý là còn lý lượng, và cái này nó hiện rõ với ba ngày là chân thật, không phải là chân lý. Chân lý nó còn lý lượng. Rồi thôi, bây giờ cô, xin mời cô.